Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 69. Mẹ kiếp, còn chưa xong nữa sao? Ông cụ Quý là một người có tố chất, nhưng khi nghe được Tề Đẳng Nhàn lại tìm tới cửa, mặt vẫn không khỏi tối sầm lại, hơn nữa còn mắng chửi Tục Tĩu. Cái tên chết dí này, không dứt được phải không? Ông cụ Quý đen mặt nói. Quý Khải sợ tới mức người đã bắt đầu choáng váng. Tề Đẳng Nhàn đã để lại cho anh ta bóng ma tâm lý sâu sắc, bây giờ anh ta rất sợ tên này. Nếu không, hôm nay lúc ở trên du thuyền, cũng sẽ không tới dựa theo ước định trước đó với Lý Toàn Chân. Chẳng qua, ông cụ Quý vẫn sai người mời Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục vào. Trong lòng ông cụ Quý mắng mẹ nó, trên mặt lại cười hì hì, nói, Tề giáo chủ lần này đến Quý gia chúng tôi, là có chuyện gì thế? Tề Đẳng Nhàn nói, a. Không có gì, chính là Tôn phu nhân và Khải thiếu gia trước đó từng có hợp tác qua miệng, lúc này đã chuẩn bị thực hiện hợp tác đó, mang hợp đồng tới ký một chút. Tôn Dĩnh Thục cũng không phải đèn hết dầu, sợ Quý Khải ở trước mặt là một dáng vẻ, sau lưng lại là một dáng vẻ khác, vừa nãy ở trên du thuyền nói rất tốt, quay đầu lại không nhận nợ thì lại phiền toái. Dứt khoát làm hợp đồng luôn, sau đó bảo Tề Đẳng Nhàn dẫn cô đến Quý gia dạo một vòng. Cứ như vậy, cũng không sợ Quý Khải không nhận nợ. Mặt ông cụ Quý đã có chút đen, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn dỗi không phải đến để đòi tiền, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện. Tên này nếu lại mặt dày đến Quý gia đòi tiền, vậy ông ta thật sự muốn liều mạng. Thì ra là như thế, Quý Khải, con tới xem hợp đồng đi. Sắc mặt ông cụ Quý âm trầm nói. Quý Khải không tình nguyện mà đi lên, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhếch miệng cười. Đưa tay vỗ vai anh ta, nói tiểu tử, sợ cái gì thế? Có tổng giám mục tôi đây ở chỗ này, tất cả tà ma đều phải nhượng bộ lui binh. Quý Khải thiếu chút nữa đã bị một cái tát này của hắn làm cho đặt mông ngồi xuống đất, trong lòng anh ta vốn đã sợ hãi, lại bị Tề Đẳng Nhàn vỗ một cái như vậy, suýt chút nữa đã bị dọa đái ra quần. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống bên cạnh ông cụ Quý. Cười nói, ông cụ Quý cũng không có ý định tham gia vào cuộc tranh đấu của tàu thuyền Lôi Thị nhỉ. Dù sao thì Quý gia cũng có tiền như vậy rồi. Ông cụ Quý nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, lúc đầu có nghĩ đến, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Hơn nữa, tôi và Lôi lão cũng là người cùng một thời đại, làm mấy chuyện như bỏ đá xuống giếng này cũng không phúc hậu cho lắm. Tề Đẳng Nhàn cười hì hì nói, Quý gia không tham gia là tốt rồi, nếu không... Tôi đã lấy của Quý gia nhiều tiền như vậy rồi, đến lúc đó lại ra tay, lưu tình cũng không ổn, mà không lưu tình cũng không được. Ông cu, ông nói xem có đúng không? Ông cụ Quý đen mặt nói, à, đúng đúng đúng. Ông thật sự là muốn tát một cái làm cái tên không biết xấu hổ Tề Đẳng Nhàn này chết ở trước mặt mình luôn, nhưng sao mà được, võ công của người ta cao thái quá như vậy, cho nên, ngẫm lại thì bỏ đi thôi. Tôn phu nhân, không phải chứ? Ngay từ đầu chúng ta bàn bạc qua miệng cũng không có tỷ lệ như vậy mà, cô đã thay đổi thêm 15% nữa rồi, vậy Quý gia chúng ta còn kiếm được cái gì nữa? Quý Khải bỗng nhiên kêu lên. Khải thiếu gia, lúc trước anh đã đồng ý cả rồi, nhưng quay đầu đã thông đồng với Lý Toàn Chân. Là đối tác của anh, tôi không yên tâm. Hơn nữa, 15% này cũng không phải là tôi lấy luôn, mà là tạm thời trừ vào trong tài khoản, 3 tháng sau lại mang đến Quý gia. Tôn Dĩnh Thục thản nhiên nói. Quý gia là tư bản già đời, biết khái niệm để tiền vào tài khoản 3 tháng là gì. Tôn Dĩnh Thục hoàn toàn có thể mượn 3 tháng này để thao tác một đợt, rồi lại sinh ra một khoản tiền lớn. Đây đơn giản chính là mượn gà của Quý gia để đẻ trứng, chẳng khác nào ăn được hai con. Ông cụ Quý sau khi nghe được đoạn đối thoại của Quý Khải và Tôn Dĩnh Thục, cũng không khỏi hơi nhíu mày. Tề Đẳng Nhàn liền nói, Khải thiếu gia, thành chủ nói, muốn trở thành một người có uy tín tốt. Không thể làm cỏ đầu tường được, hơn nữa, 15% kia cũng không phải là Tôn phu nhân sẽ lấy đi hết, chẳng qua chỉ là cầm 3 tháng để bảo đảm mà thôi. Quý Khải nghe được âm thanh của Tề Đẳng Nhàn, da mặt đã co rút, theo bản năng nhìn về phía ông cụ Quý. Ông cụ Quý trầm mặt khẽ gật đầu với anh ta, nói, chỉ là cầm 3 tháng thôi, cũng không có vấn đề gì. Quý Khải hít sâu một hơi, không truy cứu vấn đề này nữa, tiếp tục đọc kỹ hợp đồng. Nội dung hiệp ước, bị Tôn Dĩnh Thục sửa đổi một ít, trong đó có điều khoản, đối với anh ta mà nói, có vẻ có chút bất lợi.
nhưng dù sao anh ta cũng đối lý, hơn nữa còn có hung thần Tề Đảng Nhàn tìm tới cửa, một chút có thể nhịn, thì trực tiếp nhịn luôn, sau này chỉ cần thành thật mà hợp tác, cũng không cần lo sẽ xảy ra sai sót gì. Quả thực chính là mất nước mất chủ quyền mà, trong lòng Quý Khải không khỏi toát ra một câu như vậy. Hợp đồng cuối cùng cũng đã được ký kết. Tôn Dĩnh Thục vẻ mặt đầy ý cười, nói, hợp tác vui vẻ nha, Khải thiếu gia. Sắc mặt Quý Khải lại có chút cứng ngắc, vui vẻ như nhai châu ý. Anh ta bây giờ đang đầy một bụng buồn nôn, muốn tìm một chỗ để nôn một trận. Tề Đảng Nhàn còn đang nói đông kéo tây với ông cụ Quý, nói cái gì nhỉ, Dương Tiểu Thư và Hứa Trường Ca đang cùng nhau đầu tư một câu lạc bộ du thuyền, không biết ông cụ Quý có hứng thú chơi du thuyền hay không nhỉ? Ông đã lớn tuổi rồi, có lẽ không thích lắm, nhưng người trẻ tuổi của Quý gia nhất định sẽ rất thích. Tôi cảm thấy, nếu không thì mua hai chiếc du thuyền rồi đặt trong câu lạc bộ đi, sau này có tiệc tùng gì, cũng có thể mở trên du thuyền rồi. Hôm nay Lý Toàn Chân đã mở tiệc trên du thuyền đấy, thật mẹ nó khí phái nha. Ông cụ Quý cười cười, nói cũng tốt, để về tôi xem trong nhà có thanh niên nào thích chơi du thuyền không, bảo bọn họ để du thuyền chuyển đến câu lạc bộ kia. Câu lạc bộ cho dù không mời chào bán du thuyền rồi trích phần trăm, nhưng có du thuyền đỗ lại, phí bảo trì và phí quản lý hàng năm cũng là một cái giá trên trời. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Tề Đảng Nhàn đứng dậy cáo từ. Tôn Dĩnh Thục cũng rất lễ phép nói, ông cụ Quý, hôm nào rảnh, sẽ lại đến thăm ông. Ông cụ Quý lạnh lùng gật gật đầu, đối với vị ông lớn ở tài phiệt thượng tinh này, cũng không phải rất có hứng thú. Đợi đến khi Tề Đảng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục rời đi, Quý Khải mới có chút nghẹn khuất nói, chẳng lẽ, Quý gia chúng ta vẫn để cho họ Tề này bắt nạt sao? Lần này hắn tới để cảnh cáo chúng ta, không muốn để cho chúng ta tham gia vào chuyện của tàu thuyền lôi thị. Ông cụ Quý sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Quý Khải, nói. Bị một mình hắn dọa thành như vậy, việc mà truyền ra ngoài, Quý gia chúng ta sau này còn lăn lộn như thế nào đây? Quý Khải lại rối rắm ở vấn đề mặt mũi. Ông cụ Quý thản nhiên nói, chuyện tàu thuyền lôi thì không đơn giản, nhiều thế lực lớn như vậy tham gia vào, hắn muốn đứng ở bên nhà họ lôi, sẽ có người đối phó hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu hắn xong đời, vậy chúng ta lại đánh chó rơi xuống nước là được rồi. Đương nhiên, nếu hắn thắng, vậy chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng là một người hiểu được chừng mực, không có khả năng sẽ bắt nạt Quý gia chúng ta mãi, sau lần này, sẽ không có lần sau nữa. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là các người không thả nhược điểm vào tay của hắn, cho hắn lý do để ra tay. Ông cụ Quý là một lão giang hồ, mắt nhìn rất rõ ràng, đối với một ít hư danh này, có cái nhìn rất nhạt. Hơn nữa, bây giờ Tề Đảng Nhân đang là tổng giám mục, thanh danh bừng bừng, Quý gia ở bên kia còn đang có nhiều mối làm ăn, không nên đắc tội với hắn. Ghê nha, nhìn không ra đấy, ở trước mặt Quý gia mà anh có sức ảnh hưởng như vậy. Tôn Dĩnh Thục cầm hợp đồng đi từ Quý gia ra, trong lòng tràn đầy vui mừng, cười như nở hoa. Tề Đảng Nhàn chỉ thản nhiên nói, bọn họ đang sợ tôi, chứ không phải là tôi có sức ảnh hưởng. Cái gọi là đi chân trần thì không sợ mang giày, Quý gia đó là thiên kim chi tử giới thủy đường, không cần chơi liều với loại người như Tề Đảng Nhàn này, huống chi hiện tại hắn còn có hào quang của tổng giám mục, thật sự không thể trêu vào. Trong lúc nói chuyện, Tề Đảng Nhàn thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tôn phu nhân. Sau khi đi ra khỏi khu biệt thự của Quý gia, Tề Đảng Nhàn nói, tôi chuẩn bị đến nhà họ lôi một chuyến, đưa cô về trước nhé. Trễ như vậy mà còn phải đi sao? Đã 10 giờ rưỡi rồi. Tôn Dĩnh Thục nhìn thoáng qua thời gian, không khỏi hỏi. Đúng vậy, quá muộn rồi, tôi đưa cô về đã là 11 giờ rồi, nếu không, tôi nghỉ ngơi luôn ở chỗ của cô. Ngày hôm sau, tôi sẽ đến nhà họ lôi. Tề Đảng Nhàn cười tủm tỉm nói. Tôn Dĩnh Thục nói, không cần. Tôi tự mình ngồi xe trở về là được rồi, cũng không cần anh đưa đâu, chính sự quan trọng hơn, anh vẫn nên đến nhà họ lôi nhanh đi. Tề Đảng Nhàn nói, chuyện mà quan trọng nhất ấy, có chuyện gì quan trọng hơn việc đưa cô trở về an toàn sao? Những lời này của hắn, EQ đã dùng đúng chỗ. Tôn Dĩnh Thục nghe xong, trên mặt quả nhiên đã hiện ra một chút ý cười nhàn nhạt.
anh có còn nhớ đã đồng ý với tôi điều gì không? Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên hỏi. Nói thật, Tề Đẳng Nhàn không nhớ rõ, tất cả những điều về cô, tôi nhớ rõ trong lòng. Tôn Dĩnh Thục không khỏi hài lòng, nói, vậy anh chuẩn bị khi nào thì hoàn thành chuyện này? Tôi đã lo lắng nhiều năm như vậy rồi, vẫn đang chờ có người giúp tôi hoàn thành việc này đấy. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì thầm nhủ xong mẹ nó rồi, chuyện gì đó hắn đã sớm quên mất rồi, nhưng lúc này thì chắc chắn không thể để lộ ra. Tôi sẽ mau chóng làm, cô cũng biết đấy, loại chuyện như này, cần có thời cơ. Hắn bắt đầu trợn mắt nói dối. Tôn Dĩnh Thục thở dài, nói, bảng hiệu của cha tôi đã rơi vào tay của Han Sung Jun đã nhiều năm, điều đó đã sắp trở thành tâm bệnh của Tôn gia chúng tôi rồi. Tảng đá treo ở trong lòng của Tề Đẳng Nhàn đã rơi xuống đất, cũng may Tôn Dĩnh Thục chủ động nói ra, nếu không, lại đánh thái cực với cô ấy, mình nhất định sẽ để lộ. Đến lúc đó, chút hảo cảm vất vả lắm mới kiếm được sẽ lại về không? À, bây giờ tại sao tôi lại để ý đến cảm nhận của cô ấy như vậy nhỉ? Trước kia tôi cũng chỉ muốn chọc tức cô ấy thôi mà. Quả nhiên, không phải là mình thèm muốn thân thể của cô ấy, mà là vì thích linh hồn độc đáo này của cô ấy cơ. Tề Đẳng Nhàn trong lòng ngẫm nghĩ, ánh mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống cổ áo chữ V khoét sâu của Tôn Dĩnh Thục. Trong nháy mắt trước khi ánh mắt Tôn Dĩnh Thục nhìn đến, Tề Đẳng Nhàn đã thu hồi ánh mắt của mình lại, rất đứng đắn mà nói, cô yên tâm, tôi và tên Han Sung Jun này cũng có chút thù hận, bảng hiệu này nhất định sẽ giúp cô đòi lại. Nếu ông ta không phải là người thích giả vờ thì tốt, còn nếu thích giả vờ, thì tôi sẽ trực tiếp phế ông ta luôn. Đồ đệ của Han Sung Jun là Han Dong San từng dùng chiêu bẩn thỉu để đả thương Dương Quan Quan, tuy rằng gã này đã bị thuyền trưởng mà Tề Đẳng Nhàn sai khiến giết chết rồi. Nhưng mối thù này, không tan thành mây khói dễ dàng như vậy được. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười, nói, có anh ra tay, đương nhiên là tôi rất yên tâm rồi. Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục lên xe, trở về khách sạn nơi cô đang tạm trú. Sau khi xuống xe ở cửa khách sạn, Tôn Dĩnh Thục nói, mau đi làm việc của anh đi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm trang nói, vậy cũng không được đâu. Tôi phải tiễn Phật đến tận Tây Thiên, làm gì cũng phải làm đến cùng, nhất định phải bảo vệ an toàn của cô đến tận cửa phòng, thì tôi mới có thể trở về được. Tôn Dĩnh Thục lại nói, tôi chỉ sợ là có anh đi theo, thì mới trở thành không an toàn đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, anh đây là một người đứng đắn mà. Tôn Dĩnh Thục dùng một loại ánh mắt vô cùng khinh bỉ mà đánh giá hắn, hai chữ đứng đắn này, cho tới tận bây giờ cũng không có gì dính dáng đến cái tên này nhỉ. Tôn Dĩnh Thục để mặc Tề Đẳng Nhàn đưa mình đến tận cửa, cả quá trình đều duy trì nụ cười mỉm, thậm chí còn để cho hắn nắm tay mình, nhưng khí chất ấy, lại lộ ra một loại cảm giác đang từ chối người ta. Không thể nghi ngờ, Tề Đẳng Nhàn thực sự đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, dù sao thì ngày hôm qua là lúc lâu ngày xa cách mới gặp lại, đó mới là thời cơ tốt nhất để củi khô bốc lửa. Tôi đã đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôn Dĩnh Thục lấy thẻ phòng ra. Quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, thậm chí còn lắc lư thẻ phòng ở trước mắt hắn. Wow, cô không mời tôi vào uống một tách cà phê được sao? Tề Đẳng Nhàn nói, trên đường đi tới đây tôi cũng không uống nước gì cả, cũng khát nước đó. Tôn Dĩnh Thục lườm hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói anh là cái loại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hơn nữa còn không có đầu óc. Hôm nay tôi không có tâm trạng để mời anh uống cà phê. Tề Đẳng Nhàn hứ một tiếng, nói, đồ không có lương tâm. Chẳng qua, hắn cũng không rời đi vào lúc này, rất rõ ràng, hôm nay thành hay bại sẽ được quyết định vào lúc này. Hắn giơ tay đoạt lấy thẻ phòng ở trong tay của Tôn Dĩnh Thục, cạch một tiếng mở cửa phòng ra. Anh, Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, tức giận đến dậm chân. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đi vào trong phòng, cắm thẻ phòng vào, cả gian phòng đã sáng bừng lên, sau đó... Mở một chai nước khoáng ra, dừng một chút rồi trực tiếp uống sạch. Sau khi uống sạch một chai nước khoáng, Tề Đẳng Nhàn ném chai, vênh mặt lên, rất là kiêu ngạo mà bước ra khỏi phòng. Đi đây, Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng rời đi của hắn, một lúc lâu sau vẫn nói không nên lời, đến tận khi tên này bước vào thang máy, cô mới hồi hồn. Hả, thật sự là vào để uống nước sao? Tôn Dĩnh Thục cảm thấy hình như mình đang bị nghẹn cái gì đó, cổ họng cũng đã bị chặn lại.
Tề Đẳng Nhàn đi thang máy xuống lầu, trong lòng cười lạnh, muốn điều khiển anh đây á, đó không phải là chuyện dễ dàng đâu nha. Một chai nước khoáng cũng có thể khiến cho người khác luống cuống tay chân rồi. Tôn Dĩnh Thục đi vào phòng, đóng cửa lại, nhìn chai nước khoáng trống rỗng kia, rồi lại thất thần. Một lát sau, trong nội tâm cô lại có một loại cảm giác trống rỗng. Tên này thật sự chỉ vào vì muốn uống một chai nước thôi sao? Không có ý định nào khác sao? Cô ấy có một cảm giác vô cùng thất bại. Cô đương nhiên là muốn nhìn thấy bộ dáng muốn mà không được rồi tức hổn hển của Tề Đẳng Nhàn, thậm chí có một loại cảm giác thành tựu sau khi điều khiển được hắn ở trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại, loại cảm giác đó lại bởi vì một chai nước khoáng mà không còn nữa. Cô cho rằng tôi đang ở tầng thứ hai, nhưng thật ra tôi đang ở tầng thứ năm. Tề Đẳng Nhàn trong lòng vô cùng đắc ý, ít ra, trong trận đấu thèm muốn thân thể của đối phương với Tôn Phu Nhân lần này, hắn đã xoay chuyển được thế cục, không rơi vào thế hạ phong nữa. Khi cô cho rằng anh đây đang ở tầng thứ năm, thì anh đây đã đến tầng bình lưu, một lớp của bầu khí quyển rồi. Tề Đẳng Nhàn uống xong một chai nước khoáng, xong chuyện thì phủi áo rời đi, ẩn sâu công và danh, chỉ để lại dấu chấm hỏi vô tận cho Tôn Dĩnh Thục. Tối nay trong đầu Tôn Dĩnh Thục chỉ sợ đều là vấn đề kỳ quái như, người này rốt cuộc là có IQ thấp đến mức này, hay là thật sự không nghĩ đến điều đó. Cô ấy đã định sẵn là không thể giải thích được việc đó. Nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn thật ra cũng là trăm mối không thể làm gì được. Sáng sớm hôm sau, hắn đã dẫn theo Hoàng Sung mới luyện võ công xong, đi tới nhà họ Lôi. Tình huống lần này của nhà họ Lôi, hắn nhất định phải chú ý nhiều hơn nữa, nếu nhà họ Lôi sụp đổ, vậy sẽ ảnh hưởng đến một loạt sự sắp xếp tiếp theo của hắn ở Hương Sơn. Huống chi hắn kính trọng vị trưởng bối Lôi Thiên Tứ này. Tề giáo chủ, ngài tới rồi à? Lôi tổng quản sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, không khỏi lộ ra ý cười, nhưng trên mặt ông cũng mang theo vẻ sầu muộn nhàn nhạt. Lão gia đang ở tiếp khách ở trong đó, là khách quý tới từ đế đô. Lôi tổng quản nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nói. Tề Đẳng nghe xong, nhíu nhíu mày, nói, hả? Khách quý tới từ đế đô, không phải lại là người của Triệu gia đó chứ? Lôi tổng quản lắc đầu, nói, không phải, là người của Ngọc gia, tên là Ngọc Tầm Duyên. Người của Ngọc gia ở đế đô. Hai mắt Tề Đẳng Nhàn không khỏi hơi híp lại, Ngọc Tiểu Long hiển nhiên sẽ không đứng ở phía đối diện nhà họ Lôi. Vậy hôm nay, người của Ngọc gia từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Hương Sơn này, có mục đích gì? Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đi vào trong phòng, Lôi tổng quản tất nhiên sẽ không ngăn cản hắn, hắn ở nhà họ Lôi này mà nói, là đại ân nhân. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch từ đâu tới, không hiểu phép tắc như vậy. Tề Đẳng Nhàn còn chưa đi vào trong phòng, đã nghe được âm thanh của người phụ nữ ở bên trong. Em mờ thanh này, chất giọng không hề giống với Ngọc Tiểu Long, nhưng khí chất và cái loại ngạo mạn này, lại rất giống Ngọc Tiểu Long. Ánh mắt của Lôi Thiên Tứ nhìn ra phía cửa, thấy là Tề Đẳng Nhàn, thì không khỏi cười nói, Ngọc Tiểu Thư không cần để ý đâu, đây là bạn của nhà họ Lôi chúng tôi, Tổng Giám Mục Phương Nam của Thánh Giáo, là Tề Đẳng Nhàn. Ngọc Tầm Duyên là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua khuôn mặt đó lại giống người như chưa tới 30, làn da trắng nõn nhẵn nhụi sáng bóng, còn người có thần mà lại sắc bén, có một loại cảm giác người đầy khí chất. Ngọc Tầm Duyên này, tính vai vế, thì là cô chị gái của bố của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tầm Duyên nghe Lôi Thiên Tứ nói như vậy, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nói tôi còn tưởng là ai, thì ra là con trai của Tề Câm, biệt danh của Tề Bất Ngữ, khó trách lại không hiểu lễ nghĩa như vậy. Năm đó, Tề Bất Ngữ đại khai sát giới ở đế đô, không chỉ đắc tội với mỗi người của Triệu gia, mà ngay cả rất nhiều người trong các đại gia tộc ở đế đô đều nhìn không quen cái kiểu của ông, cảm thấy ông là người không có lễ nghĩa gì cả, hơn nữa không biết điều. Thanh danh của ông ấy, ở vùng đế đô này, cũng không dễ nghe như vậy. Tề Đẳng Nhàn không để ý tới cái bà lão này, mà là nhìn về phía Lôi Thiên Tứ nói, Lôi lão, tôi đã nghe qua tình huống gần đây rồi, rất nhiều thế lực đang muốn nhằm vào nhà họ Lôi, phân chia tàu thuyền Lôi thị. Sao ông không nói với tôi về chuyện này? Lôi Thiên Tứ sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng của ông có tính toán của mình, biết tên Tề Đẳng Nhàn này tất nhiên có bản lĩnh không nhỏ, nhưng thế lực nhắm vào nhà họ Lôi quá khổng lồ. Hơn nữa,
Tề Đẳng Nhàn thật vất vả mới thông qua thánh giáo để tẩy sạch tội danh khủng bố của mình, ông tất nhiên sẽ không muốn liên lụy đến bạn bè nữa. Tàu thuyền Lôi Thị, ở trong mắt ông rất là quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức cần kéo bạn bè xuống nước cùng. Ông cũng rất rõ ràng rằng nhà họ Lôi trong mấy năm này sẽ kết thúc thời kỳ huy hoàng, cho nên, ông cũng nhìn rất thoáng, không muốn liên lụy đến Tề Đẳng Nhàn. Nói cho cậu biết, thì cậu có thể giúp được cái gì sao? Ngọc Tầm Duyên thản nhiên hỏi, lời nói lạnh lùng lại mang theo sự châm chọc, còn cao cấp hơn cái giám thối của Ngọc Tiểu Long tận 3 năm lần. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy cũng khó trách Ngọc Tiểu Long tâm cao khí ngạo như thế, người cùng một nhà đều có đức tính như vậy, thì cũng không có gì lạ cả. Tề Đẳng Nhàn lười để ý tới người phụ nữ này, ngồi xuống sofa, nói với Lôi Thiên Tứ, nhà họ Lôi không thể ngã, ít nhất, cũng không thể ngã xuống dưới tay của những người đó. Lôi Thiên Tứ gật gật đầu, nói tôi tất nhiên là biết, cho nên, hôm nay tôi mới nói chuyện với Ngọc Tiểu Thư. Ngọc Tầm Duyên cũng không còn châm chọc Tề Đẳng Nhàn nữa, mà nghiêm túc nói với Lôi Thiên Tứ, Lôi Lão, ông chủ động đưa một phần cổ phần cho Ngọc Gia của chúng tôi, giao cho công ty cổ phần thiên địa ở dưới trướng của Ngọc Gia chúng tôi nắm giữ, thì tỷ lệ chuyển nhượng lại, cũng khá là lớn đấy. Lôi Thiên Tứ vuốt râu của mình, dường như đang hơi do dự. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tầm Duyên, nói cô không phải tới giúp nhà họ Lôi, mà là đến để thừa dịp cháy nhà mà hôi của nhỉ. Ngọc Tầm Duyên cười nhạo nói, lời lẽ trẻ con, cậu thì biết cái gì? Cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị nếu mà rơi vào trong tay của những người Triệu gia, thì mới gọi là khó có thể giải quyết. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, đừng tưởng rằng tôi không biết trong bụng các người toàn là bè lũ su nịnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Thiên Tứ, nói, Lôi Lão, cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị, không cần đưa ra ngoài, cũng không nên chia cho bất kỳ kẻ nào cả. Tôi có cách để cho các người có thể bảo toàn cả tàu thuyền Lôi Thị. Lời này vừa nói ra, Lôi Thiên Tứ đã lắp bắp kinh hãi. Trong tình huống hiện tại, Lôi Thiên Tứ muốn bán tàu thuyền Lôi Thị với một cái giá tốt cũng còn có chút khó khăn, chứ đừng nói là bảo toàn được toàn bộ sản nghiệp trong tay mình. Ngọc Tầm Duyên cười lạnh nói, tiểu tử họ Tề kia, tôi thấy cậu vẽ cái đường thoát ra như vậy, mới là lòng lang dã thú thật sự chứ nhỉ. Không thể không nói tàu thuyền Lôi Thị thật sự là một miếng thịt béo lớn, khắp nơi đều muốn cắn một miếng. Ngọc gia phái người như Ngọc Tầm Duyên tới là muốn giúp nhà họ Lôi vượt qua cửa ải khó khăn thì cũng không hề sai, nhưng điều này cũng không ngăn được việc bọn họ muốn đục nước béo cò, vớt lên một chút ở trong đó. Lợi ích động lòng người, tàu thuyền Lôi Thị xưng bá ngành thuyền buồm ở phương Nam mấy chục năm rồi, nội tình nhiều cỡ nào cơ chứ? Tùy tiện cắn một miếng, là có thể có một miệng đầy dầu mỡ, ai mà có thể nhịn được cái sự hấp dẫn này chứ? Lôi Thiên Tứ rót cho Tề Đẳng Nhàn dỗi một chén trà, cười nói cậu cũng không nên nói giỡn với tôi, bây giờ tôi đã cùng đường rồi, tinh lực tinh thần và thể lực cũng không bằng năm đó nữa, không rảnh đi lục đục với nhau nữa. Lời Lôi Thiên Tứ nói là sự thật, ông đã quá già rồi, già đến mức không biết ngày nào đó sẽ cưỡi hạc về Tây Thiên nữa. Ông cũng cảm giác được mình đã già nua, tinh lực cả người, còn cả tư duy nữa, rất nhiều lúc đã trở nên vô cùng đục ngầu. Chẳng qua, ông vẫn nguyện ý tin lời mà Tề Đẳng Nhàn nói ra. Bởi vì, Tề Đẳng Nhàn là một người có thể vì bạn bè mà vứt bỏ tất cả. Người ngoài đều nói hắn là một kẻ ngốc, vì một lục chiến long mới quen biết không lâu mà phải trả một cái giá đắt như vậy. Nhưng trên thực tế, ông đã nhận được rất nhiều từ điều đó và đã chứng minh rất nhiều lần cho mọi người thấy. Ngay cả từ Ngạo Tuyết hận hắn đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, sau khi biết được việc này, cũng không khỏi cảm thấy rung động, do đó ở trong lòng đã sinh ra một chút bội phục và kính ngưỡng đối với hắn. Tề Đẳng Nhàn bưng chén trà lên uống một ngụm, nói tôi đương nhiên sẽ không lấy loại chuyện này ra làm trò đùa, Lôi Lão nếu tin tôi, thì cứ giao việc này cho tôi giải quyết đi, ông chỉ cần phối hợp một chút là được rồi. Lôi Thiên Tứ như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu. Nhưng ở một bên, sắc mặt Ngọc Tầm Duyên đã đầy sự âm trầm. Lạnh lùng nói, Lôi Lão, ông đừng có bị hai ba câu mà tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này nói ra lừa gạt. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, lúc trước đã không phải chạy tán loạn giống một con chó nhà có tang. Tình huống trước mắt của nhà họ Lôi, vô cùng bấp bênh. Đi sai một bước,
vậy tổn thất tạo ra, sẽ lớn gấp 10 lần. Ông đưa cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị Thuyền chia một phần ra cho Ngọc gia chúng tôi quản lý, tuy rằng không dám nói sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng cũng không đến mức quá mức bị động. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói đi cũng phải nói lại, cô không phải vẫn muốn có những lợi ích kia sao? Thật là lố bịch, ánh mắt Ngọc Tầm Duyên dừng trên người Tề Đẳng Nhàn, nói, sao tôi lại có cảm giác như cậu ghi hận việc bị Tiểu Long xé bỏ hôn ước, cho nên mới muốn đối đầu với tôi ở khắp mọi nơi phải không? Tề Đẳng Nhàn bưng chén trà lên, hờ hững nhìn Ngọc Tầm Duyên, nói, cô thì tính là cái gì, mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô mà xứng sao? Ánh mắt Ngọc Tầm Duyên lạnh lùng, nói, được rồi, tôi đã sớm nghe qua công phu của cậu đã luyện thành thần. Cũng không biết là thật hay giả. Hôm nay, chỉ bằng để tôi tới học tập một chút. Lôi Thiên Tứ nhíu mày, ho khan một tiếng, nói, Ngọc Tiểu Thư. Ngọc Tầm Duyên cau mày, không nói gì nữa. Tề Đẳng Nhàn lại nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của cô ta, đã đứng bật dậy, một tay bưng chén trà, một tay buông thõng ở bên cạnh, nói, cũng được thôi, tôi nể mặt Tiểu Long, không lấy cái mạng này của cô. Nhưng nếu cô khiêu khích tôi nhiều lần như vậy thì hôm nay, một ngày đại hung, đã được định ra. Nghe lời vô cùng cuồng vọng mà Tề Đẳng Nhàn nói ra, đáy mắt Ngọc Tầm Duyên không khỏi toát ra vẻ tức giận. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, cô ta chính là thiên tài ở thời đại trước, trong lòng tự nhiên sẽ có sự kiêu ngạo. Mắt thấy Lôi Thiên Tứ đã sắp đồng ý yêu cầu của cô ta rồi, vậy mà nửa đường lại có một Tề Đẳng Nhàn bước ra quấy rầy. Đối phương lại nói ra lời vô cùng kiêu ngạo, không hề để trưởng bối như cô ta vào trong mắt, điều này làm cho cô ta rất tức giận. Được được được, tôi đã sớm nghe nói đến phá vỡ hư không, kiến thần bất hoại đã vượt ra khỏi sức mạnh của nhân loại, hôm nay để cho tôi xem thử chút đi. Ngọc Tầm Duyên lạnh lùng nói. Cô ta đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng dung mạo lại tựa như chưa tới 30, đây cũng không phải là do bảo dưỡng tốt, mà là vào lúc còn trẻ đã luyện được kỹ bảo đan. Khóa chặt khí huyết toàn thân, khiến cho tốc độ suy yếu của khí huyết chậm lại, cả người thoạt nhìn tự nhiên cũng sẽ trẻ tuổi hơn. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng giơ tay trái lên, trên bàn tay đang nâng một chén trà, hắn nhìn Ngọc Tầm Duyên, hờ hững nói, nếu cô có thể làm cho trà ở trong chén trà này của tôi đổ ra ngoài, thì cô sẽ thắng. Đừng nói là Ngọc Tầm Duyên, ngay cả Lôi Thiên Tứ là người ngoài cuộc nghe thấy lời như vậy, cũng không khỏi cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đã quá mức cuồng vọng rồi. Lôi Tổng Quản là một người trong nghề luyện võ, nhưng hành động của Tề Đẳng Nhàn như vậy, vẫn làm cho ông cảm thấy có chút khinh thường. Công lực của Ngọc Tầm Duyên cũng không kém đâu, Tề Đẳng Nhàn dùng một tay để đối phó với cô ta, hơn nữa còn không để cho trà trong chén đổ ra ngoài. Không khỏi quá mức khó tin rồi. Được. Ngọc Tầm Duyên cũng không nhiều lời, trả lời một tiếng, người đã động rồi. Ở trong mắt của Lôi Thiên Tứ, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Ngọc Tầm Duyên cũng đã vọt đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, mà động tác kế tiếp của cô ta, thì ngay cả một chút ông cũng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, mơ hồ hồ hồ. Ngọc Tầm Duyên vừa đi tới đã ra một chiêu xà hình, cánh tay trắng nõn giơ lên, tựa như độc xà, xì xì thè lưỡi, đánh vào huyệt ở sau tai của Tề Đẳng Nhàn. Huyệt sau tai là yếu hại của cơ thể con người, huyệt vị này rất mềm mại, một khi bị đánh trúng, nửa đầu đều đau như muốn nứt ra. Nếu là người có công lực tầm thường một chút, gặp phải một chiêu đột nhiên xuất hiện của Ngọc Tầm Duyên này, không thể nào mà phản ứng kịp được, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Nhưng công lực của Tề Đẳng Nhàn cao bao nhiêu? Ngọc Tầm Duyên vừa mới nhấc bước phát lực, hắn đã dự đoán được cách đánh của đối phương rồi, sau đó nghiêng đầu, tránh khỏi ngón tay nhìn như vô hại nhưng thật ra lại có sức sát thương khủng bố của Ngọc Tầm Duyên. Một chiêu không trúng. Ngọc Tầm Duyên lập tức muốn chuyển sang chiêu khác, đồng thời đi theo một bước, sát chiêu tiếp theo đã sắp đánh ra theo. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại ở lúc mấu chốt khi mà cô ta sắp khống chế được tiết tấu tấn công, thì bỗng nhiên lại ra tay, tay phải vừa nhấc lên, hai đầu ngón tay khép lại như kiếm, tựa như giấu kim trong bông, lặng yên không một tiếng động mà âm thầm đâm vào bụng của Ngọc Tầm Duyên. Đổi lại là một võ sư khác, thì sẽ không thể nào mà phát hiện được. Lập tức sẽ bị một ngón tay này chọc thủng đan điền, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng công phu thính kình của Ngọc Tầm Duyên cũng không kém, cảm giác được bụng chợt lạnh, lúc này đã biết không ổn, trong lòng vừa động, trọng tâm đan điền đã chuyển theo, vòng eo theo đó mà xoay một cái,
cả người dường như không có xương cốt, nhẹ nhàng tránh được một ngón tay của Tề Đẳng Nhàn đang chọc tới. Cô ta né tránh được một chiêu mò kim đáy biển này, đồng thời cũng không có ngơi tay, cánh tay đong đưa theo thân thể theo quán tính, ngay sau đó cơ bắp căng cứng, nâng khuỷu tay lên, giống như một đoàn tàu hỏa từ trong đường hầm lao ra, oành một tiếng nổ về phía lồng ngực của Tề Đẳng Nhàn. Lôi tổng quản đứng ở cửa nhìn xem chỉ cảm thấy rùng mình một cái, một khuỷu tay này tạo ra sức lực vô cùng khủng bố, thứ sức lực kia xé rách không khí, truyền đến tiếng ô ô, mang theo loại âm thanh vừa giòn tan, lại không thiếu sự mềm mại linh hoạt ngấm ngầm. Chỉ dựa vào nghe, ông ta đã có thể tưởng tượng được uy lực của khuỷu tay ngọc tầm duyên mạnh như thế nào. Đừng nói là thân thể máu thịt của con người, cho dù là một miếng thép tấm, cũng sẽ bị khuỷu tay này làm cho nổ tung. Ngọc gia quả thật là có nội tình thâm hậu, trong gia tộc vậy mà còn cất giấu một cao thủ như vậy sao? Thiên phú của Ngọc Tiểu Long không kém, người cô này của cô ấy cũng không kém bao nhiêu, xem ra, người của gia tộc này, trời sinh đã thích hợp để luyện võ rồi. Tề Đẳng Nhàn hiện lên ý nghĩ ấy ở trong đầu. Đầu ngón tay hắn khép lại, thu vào trong, lui vào bụng, đợi khi khuỷu tay đánh tới, trong nháy mắt đã nâng lên, tạo ra một cú đấm xông lên. Ngọc Tầm Duyên nhìn thấy một đấm như vậy, trong lòng không khỏi nổi giận, cái tên giả vờ mạnh mẽ này, lại dám tùy ý dùng một đấm để đón khuỷu tay của mình như vậy sao? Trong lúc suy nghĩ, bả vai cô ta đã sụp xuống, mông kẹp chặt, một thứ sức mạnh lớn hơn rót vào trong khuỷu tay, nghênh đón nắm đấm đang xông tới của Tề Đẳng Nhàn. Khuỷu tay dù thế nào thì cũng cứng hơn nắm đấm. Lôi tổng quản chỉ cảm thấy, xương ngón tay của Tề Đẳng Nhàn. Chỉ sợ sẽ bị khuỷu tay này đụng đến gãy xương nhỉ. Nhưng khi mà khuỷu tay của Ngọc Tầm Duyên chạm đến nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn, lại có cảm giác như khuỷu tay của mình đang dán lên một cái cối xay thật lớn, cái cối xay này xoay tròn với tốc độ rất nhanh, còn mang theo một luồng gió hướng lên trên. Cùng lúc đó, cô ta nhìn thấy đầu ngón tay Tề Đẳng Nhàn trong nháy mắt đã sung huyết, từ rễ cây mà thô to lên như cả rốt, nắm đấm càng nắm chặt hơn, bùm một tiếng, một luồng khí khủng bố bùng ra. Trong nháy mắt này, Ngọc Tầm Duyên có cảm giác như mình đã đụng phải một chiếc xe tải lớn, toàn thân không khống chế được mà run lên, khí huyết trong cơ thể cơ hồ không thể ổn định được, không khí trong mũi nhất thời trở nên nóng hổi, cổ họng cũng có chút nị nị, có một ngụm máu tùy thời đều có thể phun ra. Nắm đấm của người này, sao lại mạnh đến thái quá như vậy được? Chỉ là nắm đấm bình thường mà thôi, làm sao có thể mang theo sức gió của bát quái trưởng dược? Ngọc Tầm Duyên chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đều đang điên cuồng bất ổn, người cũng sắp bị Tề Đẳng Nhàn lật qua lật lại. Nhưng tay trái của cô ta kết ra một thủ ấn, trong miệng đọc ra một tiếng khẩu quyết, tâm linh tinh thần ngưng tụ lại, tựa như hồ nước đọng, hơi thở và máu tươi nổi lên trong cơ thể, tựa như trăm sông đổ về biển, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Ngọc Tầm Duyên tuy rằng dùng thủ ấn của đạo gia phối hợp với khẩu quyết ngưng thần tĩnh khí để ổn định lại trọng tâm, nhưng cũng đã mất đi tiên cơ. Không đợi cô điều chỉnh quá lâu, cánh tay phải của Tề Đẳng Nhàn đã hạ xuống, sau đó dồn lên một chỗ. Cái vừa hợp lại một chỗ đó, có khí quyền khủng bố mênh mông mà đến. Quyền còn chưa ra, nhưng Ngọc Tầm Duyên lại tựa như đã nghe được thanh âm sóng biển, có một loại ảo giác tinh thần, tựa như sóng thần đang che ngập bầu trời mà bao trùm lại. Khí quyền thật khủng bố. Khó trách nói đánh vỡ hư không là quyền pháp thấy thần, thân thể thấy thần, tinh thần thấy thần. Uy lực của kình lực đáy biển sụp đổ này, quả thật đã không phải thứ mà người thường có thể đánh ra được. Ngọc Tầm Duyên trong lòng âm thầm rung động, nhưng cô ta cũng không muốn nhận thua, hai tay khẽ chụp lại, thân thể khom xuống, một phát pháo chủy, nghênh đón nắm đấm kia. Cô ta dùng hai tay để đón một tay, hơn nữa trên tay trái kia còn đang nâng một chén trà. Thế cục này, ai giỏi ai kém, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Tôi cũng không tin, tôi dùng pháo chủy này tiếp một quyền của cậu, mà còn không làm đổ nước trà trong chén của cậu ra được. Ngọc Tầm Duyên âm thầm cắn răng. Chỉ đánh có mấy cái này, cô ta cũng đã biết công lực chênh lệch giữa mình và Tề Đẳng Nhàn là bao nhiêu. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đã nói trước rồi, nếu nước trà đổ ra ngoài, vậy thì coi như cô ta đã thắng. Cô chắc chắn. Dùng một pháo chủy này có thể làm đổ nước trà ở trong chén của Tề Đẳng Nhàn. Oanh! Sau khi đấm ra, Ngọc Tầm Duyên đã nghe được một tiếng nổ lớn. Cô ta cho rằng nắm đấm của hai người đã va chạm vào nhau,
nhưng thực ra cũng không cảm giác được chút phản lực nào cả. Cẩn thận phân biệt một chút, mới hiểu được, đây là âm thanh khí huyết ở trong cơ thể của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên phát nổ truyền ra, luồng khí huyết này đã truyền đến chỗ nắm tay, rồi từ trong lòng nắm đấm mà nổ bùng rung. Đây là tuyệt kỹ mà Tề Đẳng Nhàn đã tự nghĩ ra, Bạo Kim Đan. Bùm! Lúc này, mới thật sự là quyền đụng quyền. Sắc mặt Ngọc Tầm Duyên lúc này đã trắng bệch, cô cảm thấy mình không phải đang đối diện với một nắm đấm, mà là đang đối diện với thần tiên, đối diện với ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật đang đổ ập xuống. Gót chân của cô ta đầu tiên là bị nhấc lên khỏi mặt đất, ngay sau đó là mũi chân, thân thể gập xuống tựa như một con tôm rồi bay ngược ra sau. Lôi tổng quản vào lúc này đã bước vào trong một bước, đứng ở phía sau Ngọc Tầm Duyên khoảng 5 bước, vừa nhấc tay trái lên, trong nháy mắt khi Ngọc Tầm Duyên bay tới gần, trước tiên đè bả vai đối phương xuống, sau đó tay phải xoa một cái vào thắt lưng đối phương, rút ra một phần lực. Thân thể Ngọc Tầm Duyên xoay 3 vòng trên không trung, lôi tổng quản kêu lên một tiếng đầy đau đớn, dùng sức ấn một cái, lúc này mới ấn cô ta xuống đất để dừng lại được. Vừa mới dừng lại, Ngọc Tầm Duyên đã phun một ngụm máu ra ngoài. Lôi tổng quản chỉ là đón người, sắc mặt cũng đã trắng hơn vài phần, trong lòng âm thầm khiếp sợ, lực lượng trong một đấm vừa rồi kia, rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Lực tác dụng lẫn nhau, Tề Đẳng Nhàn ra một đấm như vậy, tất nhiên sẽ có phản lực, tay trái đang nâng chén trà của hắn kêu leng keng một tiếng, dường như sắp bị lật đổ. Nhưng mà, ngón tay của hắn lại nhẹ nhàng lau một cái, cổ tay cũng xoa nhẹ một vòng theo, cả cánh tay mềm mại tựa như sợi mì. Cổ tay hướng xuống dưới, nâng chén trà xoay vào phía lồng ngực của mình, sau một vòng đó, lại nâng lên. Chén trà được hắn giữ rất vững vàng, nước trà bên trong, cũng không đổ ra một giọt. À, tài năng như thần, Lôi Thiên Tứ xoa xoa hai mắt đã có chút mờ, kinh ngạc nói. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha với Lôi Thiên Tứ, nói, Lôi Lão quá khen, người xứng với mấy chữ tài năng như thần này, tôi cảm thấy là Lôi Lão mới đúng. Dù sao thì vào năm đó, dưới mí mắt của nhiều người phương Tây như vậy, mà có thể tạo ra sự nghiệp lớn như vậy, mới gọi là kinh thiên động địa. Lôi Thiên Tứ nghe xong không khỏi cười ha ha, nhớ lại những năm tháng ngày trước, ông cũng chỉ còn lại sự xúc động vô cùng. Ngọc Tầm Duyên lau máu ở trên khóe miệng, chậm rãi nói, không hổ là cao thủ phá vỡ hư không, kiến thần bất hoại. Công lực như vậy, quả thật cũng đủ để cậu khinh thường quần hùng rồi. Tề Đẳng Nhàn nhìn lướt qua cô ta một cái, nói, võ công của cô cũng không kém, đáng tiếc, chênh lệch quá lớn so với tôi. Ngọc Tầm Duyên chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác thất bại, mình đã luyện võ công cả đời rồi, lại không thể sánh với một tên tiểu tử như này, thật sự là khiến cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận nổi. Thứ gọi là thiên phú này, không thể so sánh được. Lôi tổng quản an ủi Ngọc Tầm Duyên một câu. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bày ra công lực như thế, trong lòng ông ta cũng có rất nhiều cảm xúc, thứ có nhiều là một loại cảm giác mình đã già rồi, thế giới này, bây giờ đã thuộc về những người trẻ tuổi này. Ngọc Tầm Duyên hít sâu một hơi, nói, nắm đấm của cậu lớn, vậy cậu sẽ có lý. Cậu nói có thể bảo vệ được tàu thuyền Lôi Thị, vậy thì là do cậu có thể làm tốt, Ngọc gia chúng tôi, không tham gia nữa. Ngọc Tầm Duyên cũng là một người chịu thua được. Sau khi thua Tề Đẳng Nhàn, thì không còn rối rắm gì với việc này nữa, dứt khoát sảng khoái. Chẳng qua, cậu cũng phải biết rằng, cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị nếu rơi vào trong tay những người đó, thì không phải là một chuyện tốt đâu, sẽ khiến tất cả mọi người đều phải đau đầu theo đó. Ngọc Tầm Duyên lại bổ sung thêm một câu. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, cô yên tâm đi, nếu tôi đã mở miệng nói thế, vậy nhất định sẽ làm được. Ngọc Tầm Duyên không nói nhiều nữa, đúng vào lúc này, Ngọc Tiểu Long đã tới. Hả, Tiểu Long, sao cô lại ở đây? Ngọc Tầm Duyên nhìn thấy Ngọc Tiểu Long, không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Tôi nghe nói gia tộc đã phái cô đến nhà họ Lôi, tôi biết nhất định cô sẽ xảy ra xung đột với người khác, nên tôi phải vội vàng chạy tới, là do sợ cô sẽ bị người khác đánh chết. Ngọc Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nói. Ngọc Tầm Duyên nghe nói như vậy. Không khỏi tức giận, tức đến nỗi suýt chút nữa đã hộc máu thêm lần nữa. Ngọc Tiểu Long nói xong, ánh mắt đã nhìn sang Tề Đẳng Nhàn, nói, xem ra, anh vẫn là hạ thủ lưu tình. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, cô của cô vẫn khá là lợi hại,
đấu với tôi được mấy chiêu rồi. Ngọc Tầm Duyên lạnh lùng nói, quá khen rồi, nếu như cậu dùng cả hai tay, chỉ sợ tôi sẽ không đấu được nhiều chiêu như vậy đâu. Sau khi nói xong lời này, cô ta lắc lắc đầu, nhìn về phía Lôi Thiên Tứ nói, Lôi lão, tôi đi trước đây. Ngọc Tầm Duyên nói đi là đi, cũng không ở lại thêm chút nào. Người cô này của tôi, rất kiêu ngạo, Ngọc Tiểu Long nói với Tề Đẳng Nhàn. So với cô, cũng không kém là bao, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Mày kiếm của Ngọc Tiểu Long nhướng lên, có một chút không vui, nói có phải cô ấy đã đưa ra yêu cầu rất quá đáng phải không? Lôi Thiên Tứ xua tay nói, cũng không phải yêu cầu quá đáng gì cả, hai bên thật ra vẫn có thể tiếp thu được. Chẳng qua, Tề giáo chủ nói, hắn có cách tốt hơn, giúp nhà họ Lôi chúng tôi bảo toàn được tàu thuyền Lôi thị. Cô của cô không tin hắn, nên mới xung đột. Ngọc Tiểu Long nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ người bên Ngọc gia quá tham lam, muốn ép Lôi Thiên Tứ phải nhường nhiều hơn. Anh có cách để bảo toàn tàu thuyền Lôi thị sao? Ngọc Tiểu Long nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Cô đương nhiên biết Tề Đẳng Nhàn rất lợi hại. Nhưng mà, với cục diện trước mắt, đối với nhà họ Lôi mà nói, thì quá mức bất lợi, một đám sói đói vây quanh, rất khó để tìm được điểm đột phá. Một bước đi không tốt, sẽ chỉ tạo thành tổn thất lớn hơn cho nhà họ Lôi mà thôi. Lôi Thiên Tứ cũng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, không biết Tề giáo chủ có cách gì tốt hơn. Lúc này, hai anh em Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân đã đến cả. Lôi Chấn Kỳ đã bỏ được gậy ba tong, xem ra bệnh tình gần đây đã được khống chế tốt, đang khôi phục không tệ. Lôi Chấn Lân vẫn ngồi xe lăn, chẳng qua thì tốt xấu gì cũng không cần người đẩy nữa, tự mình có thể điều khiển được. Cách này của tôi rất đơn giản, chính là sợ các người không đồng ý mà thôi. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không thay đổi chút nào. Nhìn qua nhìn lại tất cả mọi người, sau đó chậm rãi nói. Lôi Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, nói nghe một chút xem sao. Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ cần Lôi lão tuyên bố, chuyển toàn quyền quản lý của tàu thuyền Lôi thị xuống dưới tên của Thánh giáo, như vậy, sẽ không có ai dám động đến các người nữa. Ngọc Tiểu Long nói, đùa cái gì vậy? Việc này có thể làm một số người sợ hãi, nhưng không thể khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Chỉ đánh có mấy cái này, cô ta cũng đã biết công lực chênh lệch giữa mình và Tề Đẳng Nhàn là bao nhiêu. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đã nói trước rồi, nếu nước trà đổ ra ngoài, vậy thì coi như cô ta đã thắng. Cô chắc chắn, dùng một pháo chủy này có thể làm đổ nước trà ở trong chén của Tề Đẳng Nhàn. Nếu giáo hoàng người đứng đầu của tôn giáo ghê gớm nhất thế giới ra nói rằng tàu thuyền Lôi thị sẽ được quản lý dưới danh nghĩa của Thánh giáo, vậy thì sẽ tương đương với sản nghiệp của Thánh giáo, còn ai dám đến cướp nữa sao? Lôi Thiên Tứ ngồi trên sofa trầm ngâm, không nói gì. Hai anh em Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân cũng rơi vào trầm tư. Đương nhiên, cái ủy quyền quản lý này chỉ là trên danh nghĩa thôi, chỉ cần mỗi năm nộp một khoản phí ủy quyền quản lý cho Thánh giáo là được rồi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, người nhận ủy quyền quản lý này, có thể sẽ là tôi. Ngọc Tiểu Long kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy tên này nhất định đã điên rồi, nhà họ Lôi dựa vào cái gì mà tin tưởng hắn như vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn đưa ra điều kiện như vậy, thật sự đã làm cho tất cả những người ngoài cuộc nhìn vào cảm thấy kinh ngạc. Thứ nhất, hắn là ai? Thứ hai, tại sao lại phải tin hắn? Tài sản của tàu thuyền Lôi thị là một con số vô cùng khổng lồ, nói ủy quyền quản lý cho hắn thì ủy quyền quản lý cho hắn luôn sao? Đến lúc đó nhớ ngoài miệng và hành động của hắn không giống nhau vậy thì phải làm gì bây giờ? Ngọc Tiểu Long cảm thấy đầu óc Tề Đẳng Nhàn đã hỏng rồi, đưa ra một yêu cầu như vậy, quá nửa sẽ khiến nhà họ Lôi càng thêm nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, cô đã trợn tròn mắt. Bởi vì, Lôi Chấn Lân mở miệng nói cha, con cảm thấy ổn. Quyền quản lý tàu thuyền Lôi thị của chúng ta có thể để dưới danh nghĩa của Thánh giáo, sau đó nhờ Tề tiên sinh nhìn chằm chằm vào. Cứ như vậy, cũng không lo sẽ có người rút củi đáy nồi. Lôi Thiên Tứ không khỏi nhìn anh ta một cái. Lôi Chấn Lân cười nói, tôi tin tưởng nhân phẩm của Tề tiên sinh, hắn là một người có thể làm ra nhiều hành động vĩ đại như vậy, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Ngọc Tiểu Long cảm thấy ý nghĩ của Lôi Chấn Lân không khỏi quá mức ngây thơ, dù sao cũng đã mắc bệnh nặng rồi, rất ít khi giao tiếp với bên ngoài,
cho nên tư tưởng khó tránh khỏi sẽ hơi ngây thơ một chút. Nhưng những lời tiếp theo của Lôi Chấn Kỳ lại làm cho cô có chút hoài nghi nhân sinh. Con cũng cảm thấy đây là một cách tốt, Lôi Chấn Kỳ nghiêm túc nói, có thánh giáo che chở, sẽ không ai dám động đến tàu thuyền Lôi Thị của chúng ta nữa. Ngọc Tiểu Long lúc này không còn nghi ngờ Tề Đẳng Nhàn nữa, ngược lại đã bắt đầu nghi ngờ chính mình. Lôi Thiên Tứ khẽ gật gật đầu, nói với Tề Đẳng Nhàn, ủy quyền quản lý tàu thuyền Lôi Thị cho thánh giáo, quả thật là một cách rất tốt, để cậu phụ trách nhìn chằm chằm vào đó, nhà họ Lôi chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Chẳng qua, chuyện này, cũng không thể làm quá mức qua loa được. Ở tòa thánh nhất định phải có người có quyền hành đứng ra, thì mới có thể khiến cho đám đạo trích kia lùi bước. Tề Đẳng Nhàn nói, điểm ấy thì ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho giáo hoàng, bảo ông ta tự mình đi đến Hương Sơn một chuyến. Đến lúc đó, hiệp ước sẽ do ông ta và ông ký, lợi nhuận hàng năm của tàu thuyền Lôi Thị sẽ phải rút ra 5-10% để nộp lại cho giáo hội là được rồi. Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại có quyền thế lớn như vậy. Gọi giáo hoàng đến Hương Sơn để làm mấy việc này ư? Nghe có vẻ như giống chuyện ngàn lẻ một đêm nhỉ? Bọn họ cảm thấy chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng Tề Đẳng Nhàn không cảm thấy một chút khó khăn nào, dù sao, giáo hoàng cũng là một người yêu tiền, phát triển giáo hội thì cần rất nhiều tiền. Lúc trước hắn cống hiến ước khoảng 6 tỷ USD. Giáo hoàng thế nào cũng phải cho hắn một chút mặt mũi, hơn nữa, loại chuyện này đối với giáo hội mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì cả, hàng năm còn có thể được chia được một khoản tiền lớn, cớ sao không làm. 10% lợi nhuận của tàu thuyền Lôi Thị trong một năm, sợ cũng phải đến cả 1 tỷ. Hơn nữa, giáo hoàng cũng không hề lo lắng việc có thể sẽ đắc tội với đàn sói đói đang ngấp nghé tàu thuyền Lôi Thị, những con sói đói kia tất nhiên có thế lớn. Nhưng thế làm sao lớn bằng ông ta được? Được, nếu cậu thật sự có thể thuyết phục được giáo hoàng đến đây, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Tàu thuyền Lôi Thị sẽ đưa toàn quyền quản lý vào dưới danh nghĩa của thánh giáo, sau đó để cậu sẽ tiến hành giám sát và điều khiển. Lôi Thiên Tứ cười thẳng thắn, phất tay đã quyết định xong việc này. Ngọc Tiểu Long nhìn Lôi Thiên Tứ, lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, trong lòng cảm giác được sự khiếp sợ. Chuyện lớn như vậy, nhà họ Lôi đơn giản như thế đã quyết định rồi sao? Tin tưởng Tề Đẳng Nhàn như vậy sao? Không phải nói là cô quá nghi ngờ nhân phẩm của Tề Đẳng Nhàn, mà là lợi ích liên quan ở trong này thật sự là quá lớn, cô không rõ, nhà họ Lôi vì sao lại cứ như vậy đã tin tưởng hắn rồi. Lôi Thiên Tứ quay đầu lại, mỉm cười với Ngọc Tiểu Long, nói, Ngọc Tướng Quân, có một loại tin tưởng, loại mà không thể dùng lợi ích để cân nhắc được. Lôi Thiên Tứ tôi đây ở đời này bội phục rất ít người, Tề giáo chủ chính là một trong số đó, hắn có thể vì lục chiến tướng mà đối địch với thiên hạ, vậy tất nhiên sẽ không làm gì có lỗi với người bạn là nhà họ Lôi chúng ta đâu. Ngọc Tiểu Long nghe xong thì ngẩn ra, sau đó đã cảm thấy kính nể. Khó trách lúc trước dù có khuyên can Tề Đẳng Nhàn như thế nào thì hắn vẫn ra tay, bởi vì, hắn biết rõ. Trên thế gian này, cần có người đứng ra nói cho mọi người biết. Vẫn có công lý và lẽ phải đang tồn tại, dù cho có ngàn vạn người ngăn cản thì ta vẫn phải hướng tới nó. Lôi Thiên Tứ năm đó, tính tình cũng giống như Tề Đẳng Nhàn. Dưới áp lực lớn như vậy của đám người phương Tây, mà ông ấy có thể dứt khoát đứng lên, đưa đến Hoa Quốc những dược vật thời chiến vốn bị phong tỏa, đó cũng là đang mạo hiểm tính mạng. Chỉ cần một bước đi sai lầm, bị đám người nước ngoài bắt được, ông ấy cũng sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Cảm ơn Lôi lão đã tin tưởng tôi sẽ không phụ lòng Lôi lão và cả nhà họ Lôi đã tin tưởng tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, không khỏi mỉm cười, vươn tay phải về phía Lôi Thiên Tứ. Lôi Thiên Tứ đưa tay nắm lấy tay của hắn, nói, Tề giáo chủ, mạng của tôi đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Đến khi tôi chết, tàu thuyền Lôi Thị rốt cuộc nên đi về đâu, cậu cứ xem mà sắp xếp là được rồi, tôi tin tưởng cậu sẽ không bạc đãi nhà họ Lôi chúng tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, tàu thuyền Lôi Thị vĩnh viễn đều là sản nghiệp của nhà họ Lôi, tương lai của nó, cũng sẽ do nhà họ Lôi quyết định. Lôi lão yên tâm, chỉ cần có tôi còn một hơi, sẽ không ai có thể đoạn, làm nứt đoạn được hương khói của nhà họ Lôi. Lôi Thiên Tứ nghe xong lời này, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười vui vẻ, nhìn về phía hai người Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân nói, tài hoa của hai người các con, cha không hề nghi ngờ,
nhưng thân thể các con, là điều mà cha lo lắng nhất. Về sau, sẽ phải dựa vào Tề giáo chủ nhiều hơn. Vâng thưa cha, hai vị thiếu gia nhà họ Lôi đều gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ cũng không phải là loại phú nhị đại hố cha con cháu nhà giàu mà suốt ngày chơi trò hại cha, hại người nhà, luôn luôn khiêm tốn, hơn nữa trong lòng còn rất có tinh thần trọng tình trọng nghĩa, đối với nhân cách và hành động của Tề Đẳng Nhàn, họ đều khá là bội phục. Ngọc Tiểu Long trong lòng không khỏi cảm thán, nhà họ Lôi như truyền kỳ vậy kể cả lúc kết thúc, hơn nữa, bọn họ đối với tên Tề Đẳng Nhàn này, có sự tin tưởng như thế, điều này khiến cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, được quyền quản lý tàu thuyền Lôi Thị giao cho một người ngoài, vậy thì tương đương với việc sinh tử của nhà họ Lôi sẽ bị người khác quyết định. Điều duy nhất mà tôi lo lắng chính là cái kết cục sẽ được an táng trên biển này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đến hậu duệ nhà họ Lôi ta. Lôi Thiên Tứ thở dài nói. Lôi lão yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này. Cùng lắm thì, tôi tốn chút thời gian đi tìm sư gia của tôi, nhất định ông ấy sẽ có cách. Tề Đẳng Nhàn nói. Võ công của sư phụ Tề Bất Ngữ chưa chắc đã cao hơn Tề Đẳng Nhàn, nhưng bản lĩnh ở phương diện khác của ông ấy, nhất định sẽ lợi hại hơn so với Tề Đẳng Nhàn. Đạo sĩ mà, vốn am hiểu về phong thủy. Nếu không tìm được, thì để giáo hoàng nghĩ cách đi. Tôn giáo nước ngoài có thể không có tác dụng với phong thủy, nhưng giáo hoàng ghê gớm như vậy mà, ít nhiều cũng sẽ có cách. Tề Đẳng Nhàn lại nói. Lôi Thiên Tứ gật gật đầu, cười nói, tổng quản, bảo đầu bếp đi chuẩn bị cơm chưa đi, hôm nay tôi mời Ngọc Tướng Quân và Tề giáo chủ ở lại ăn cơm, mặt khác, lấy hai bình rượu ngon ở trong hầm rượu của tôi ra. Lôi tổng quản đồng ý một câu, sau đó lập tức đi sắp xếp. Bình nước thánh mà cô lấy đi ấy, có phân tích ra điều gì không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không có, sau khi phân tích khoa học, thì nó là một loại nước khoáng rất phổ biến thôi. Ngọc Tiểu Long nhíu nhíu mày, nói. Hai, trình độ mô phỏng của Hoa Quốc mình, là thiên hạ đệ nhất, bảo người của Viện Khoa học nghiên cứu thử xem có thể mô phỏng ra một phần hay không. Tề Đẳng Nhàn nói. Ngọc Tiểu Long cũng dở khóc dở cười, thành phần bên trong của nước thánh này sau khi trải qua phân tích, chỉ là nước khoáng bình thường thôi, sao mà mô phỏng lại được. Dính đến tôn giáo, thì đều là việc kỳ lạ và khó giải thích cả. Tôi gọi điện thoại cho giáo hoàng trước đã. Tề Đẳng Nhàn bảo Ngọc Tiểu Long và Lôi Thiên Tứ nói chuyện đi, còn mình thì đi sang một bên để gọi điện thoại cho giáo hoàng. Giáo hoàng nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong, trầm ngâm một lát, nói thánh giáo là vì truyền bá đạo thánh chủ mà tồn tại, không nên dính dáng vào thương nghiệp. Thánh giáo chúng ta tuy rằng cũng có rất nhiều sản nghiệp, nhưng đều là do người có chuyên môn quản lý, tôi ra mặt nhận ủy quyền quản lý, thì không hợp quy củ. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng, tôi đã hứa với người ta rồi. Giáo hoàng nói, anh hứa, nhưng tôi không hứa. Huống chi, anh cũng là tổng giám mục, địa vị ở trong thánh giáo, chỉ dưới tôi thôi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ, bây giờ tuy rằng hắn đã là tổng giám mục phương Nam, nhưng mà, rất nhiều người không hề coi hắn ra gì cả. Nếu thanh danh của hắn có thể trấn nhiếp được đám sói đói đang muốn phân chia nhà họ Lôi kia, cũng không cần phải mời giáo hoàng bệ hạ đến. Này! Người của nhà họ Lôi, là tín đồ thánh giáo sao? Giáo hoàng trầm ngâm một lúc lâu, hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, đương nhiên, bọn họ dù sao cũng sinh ra và lớn lên ở Hương Sơn mà, bên này có rất nhiều người tin vào thánh giáo nha. Họ cầu nguyện mỗi ngày trước khi bữa tối bắt đầu đấy. Giáo hoàng nói, là tín đồ sao? Ồ! Lợi nhuận của tàu thuyền Lôi Thị như thế nào? Anh đừng có hiểu lầm, chủ yếu là tôi muốn quan tâm đến giáo đồ của thánh giáo thôi. Lợi nhuận của tàu thuyền Lôi Thị như thế nào, cũng không quan trọng đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu lợi nhuận không tệ, một năm có thể lên đến gần 10 tỷ, dù sao thì trước đây tàu thuyền Lôi Thị đã từng độc quyền ngành tàu biển rất nhiều năm mà, bây giờ nội tình cũng rất dày, hiệu quả thương hiệu thì mạnh mẽ. Giáo hoàng vừa nghe, đã nói ngay, cái gì nhỉ, phụ tá à? Gần đây tôi có một chuyến đi giảng đạo ở Triều Tiên phải không? Nếu tôi nhớ không lầm, có vẻ như là sắp đến rồi nhỉ, có phải không? Phụ tá nói, thưa bệ hạ, ngài nhớ nhầm rồi, chúng ta không có lịch trình đến châu Á. Không không không, nhất định là có, tôi nhớ mà, là vào tuần sau.
Tổng thống của Triều Tiên đã mời tôi đến để giảng đạo, sao mà tôi có thể từ chối được cơ chứ? Giáo hoàng nói. Hả, tôi nhớ ngài đã từ chối người ta rồi mà. Phụ tá ngẩn người. Giáo hoàng mặt đen xì xì, nói tôi không phải là người giỏi từ chối người khác, huống chi, ở Triều Tiên còn có nhiều tín đồ sùng đạo như vậy nữa chứ. Phụ tá nói, à, đúng đúng đúng, chúng ta có lịch trình. Giáo hoàng ho khan một tiếng, cầm lấy điện thoại, nói với Tề Đảng Nhàn, như vậy thì được rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian đến Hương Sơn một chuyến, anh bảo giáo hội ở bên đó sắp xếp một chút đi, mở một hội nghị đi, thuận tiện tôi truyền đạo một chút. Tề Đảng Nhàn vui vẻ lên, nói, được, không thành vấn đề. Anh đừng có vui mừng quá sớm, tôi đến Hương Sơn chủ yếu là vì truyền đạo, lợi nhuận 10% của tàu thuyền Lôi Thị, thật ra sao cũng được. Giáo hoàng thản nhiên nói. Ừ, bệ hạ thánh minh, Tề Đảng Nhàn đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Giáo hoàng nhìn về phía tượng thần thánh chủ cầu nguyện một chút, sau đó lẩm bẩm nói, thánh chủ vĩ đại và duy nhất ơi. Nhà họ Lôi dù sao cũng là tín đồ thành kính, tôi không thể ngồi yên nhìn bọn họ chìm trong biển lửa được, huống chi, bọn họ nguyện ý mỗi năm cống hiến 1 tỷ hội phí nữa. Người một nhà lại còn thành kính như thế, tôi thân là người đứng đầu của thánh giáo, làm sao có thể không đồng ý đến giúp đỡ được. Phụ tá đứng ở một bên nhìn mà trầm mặc, luôn cảm thấy giáo hoàng đưa Tề giáo chủ này đưa vào trong cao tầng của thánh giáo, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho cả thánh giáo đều bị lệch lạc theo. Giáo hoàng dường như biết được tâm tư của phụ tá, đến vỗ vỗ bả vai của phụ tá, nói, làm việc lớn thì không cần để ý đến việc vặt vãnh. Thánh giáo muốn phát triển, không thể rời khỏi tiền bạc được. Phụ tá nói, bệ hạ thánh minh. Tề Đảng Nhàn ở bên này cũng quay đầu ra nói với Lôi Thiên Tứ một chút tình hình, giáo hoàng đã đồng ý rồi, người nhà họ Lôi có thể yên tâm được rồi. Không nghĩ tới tổng giám mục như anh, mà ở trong thánh giáo lại có tiếng nói lớn như vậy. Vậy mà thật sự có thể mời giáo hoàng tới. Ngọc Tiểu Long không khỏi cảm khái một câu. Thế cũng phải nhìn xem anh đây là ai. Tề Đảng Nhàn lập tức kiêu ngạo. Ngọc Tiểu Long cảm thấy mình không nên khen ngợi hắn. Loại tiện nhân như này, cho chút ánh mặt trời thì đến mặt trời cũng tràn ngập điểm đen. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà họ Lôi, Tề Đảng Nhàn và Ngọc Tiểu Long cùng nhau tạm biệt Lôi Thiên Tứ. Hôm trước tôi gặp phải tà giáo dị đoan mà cô nói rồi. Khá lợi hại đấy. Tề Đảng Nhàn nói. Ồ, thế sao? Ngọc Tiểu Long kinh ngạc nói. Bọn họ không luyện võ công, nhưng sức mạnh bản thân so với võ giả bình thường còn mạnh hơn một chút. Tề Đảng Nhàn nói, hơn nữa, bọn họ còn rất giàu. Không biết còn tìm tới chỗ tôi nữa hay không đây, thật hy vọng bọn họ sẽ nhanh chóng đến mà. Ngọc Tiểu Long giật giật khóe miệng, hỏi anh rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền thế? Mất trí như vậy sao? Tề Đảng Nhàn thở dài, nói, không có cách nào khác mà. Nợ hai người Gusinski và Vinogradov nhiều tiền như vậy mà, bây giờ cũng mới trả được có một nửa, vẫn còn nợ một khoản tiền lớn nữa. Lần sau mà có dị giáo nào chuẩn bị nhằm vào tôi sẽ liên hệ với cô, chúng ta phải cho bọn họ biết cái gì gọi là lực lượng của Hoa Quốc. Ngọc Tiểu Long vô cùng cạn lời, không cần nghĩ cũng biết. Tề Đảng Nhàn này lại đang ấp ủ chiêu trò gì đó rồi. Ngọc Tiểu Long nói, ở Hương Sơn bên này tôi cũng không giúp được anh cái gì cả, hơn nữa, bây giờ tôi cũng đang dính vào một ít phiền toái nhỏ. Tề Đảng Nhàn nói, không sao đâu. Ngọc Tiểu Long nói, chuyện ở Hương Sơn, mau chóng giải quyết rõ ràng đi, đọ sức ở bên này, không thể kéo dài quá lâu được. Tề Đảng Nhàn gật đầu, sau đó tạm biệt Ngọc Tiểu Long trước. Hắn liên hệ với thuyền trưởng ở đây rồi, bảo hắn ta chuẩn bị một chiếc thuyền, đưa hắn đến Tam Giác Vàng ở bên kia. Hắn chuẩn bị đi tìm vị cá sấu buôn lậu năm đó ở Hương Sơn trốn ra ngoài, tên cá sấu buôn lậu này tên là Tiêu Tinh, số tiền bất hợp pháp bị phơi bày lúc trước nghe mà rợn cả người. Chẳng qua, người ta vào một ngày trước khi sự việc xảy ra, đã nhận được tin báo của một vị ông lớn nào đó, sớm đã chạy trốn rồi. Bây giờ đang trốn trong Tam Giác Vàng, lôi kéo một đội quân phiệt, cùng nhau trồng thuốc phiệt, buôn lậu. Mạc Văn Trường nói trong tay ông ta có một quyển sổ, nội dung trong sổ sách này, có liên quan đến Long Môn ở Hương Sơn. Tề Đảng Nhàn muốn thanh tẩy Long Môn ở Hương Sơn, thì phải có lý do danh chính ngôn thuận mới được. Tề Đảng Nhàn chào hỏi một tiếng với Dương Quan Quan,
ngày hôm sau đã trực tới Tam Giác Vàng. Tôn Dĩnh Thục liên hệ với Tề Đẳng Nhàn, sau khi biết được tên này đã rời khỏi Hương Sơn, cô ta không khỏi choáng váng, hoàn toàn không hiểu được đường đi nước bước của Tề Tổng Giám Mục. Sau đó, ở trong nội tâm Tôn Dĩnh Thục, không khỏi có chút lo được lo mất. Lúc Tề Đẳng Nhàn đến Quang Dương, Đồ Tể đã tự mình đến đón hắn. Nhị đương gia, ngọn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy? Đồ Tể mỉm cười hỏi. Hả, phòng bị ở Quang Dương này của ông, làm rất chu đáo nha. Tề Đẳng Nhàn cảm nhận được Đồ Tể đã bố trí rất nhiều trạm gác ngầm ở trong thành phố này, không khỏi nhíu mày. Đồ Tể nói, lần trước có người lẻn vào, muốn cướp Tạ Thiên Tiều đi mất, suýt chút nữa đã để cho bọn họ thành công rồi. Vị này hiện tại chính là bát cơm vàng của tôi đó, 3 năm ngày là có thể mang đến cho tôi tận mấy trăm ngàn vạn, tôi cũng không nỡ để hắn ta đi mất đâu. Tôi thì không có bản lĩnh gì khác cả, chỉ có cái nhiệt tình hiếu khách mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn chằm chằm vào Đồ Phu và đánh giá suốt một lúc lâu, e rằng cái tên này đang có hiểu lầm gì đó đối với 4 chữ nhiệt tình hiếu khách này nhỉ. Có điều, Đồ Phu đối với hắn thực sự rất nhiệt tình và hiếu khách. Anh ta lập tức sắp xếp cho hắn ăn ngon uống ngon và tiếp đãi hắn như một ông sếp lớn vậy. Tề Đẳng Nhàn ngồi trong xe quan sát Quang Dương một chút, tuy rằng Quang Dương đang nằm trong sự khống chế vũ trang của Đồ Phù, thế nhưng toàn bộ thành phố trông cũng có vẻ rất có trật tự, đã không còn cảm giác hỗn loạn như trước nữa rồi. Người chạy đến nơi này buôn bán cũng không ít, tất cả mọi người đều hòa thuận với nhau. Nhị đương gia, dạo gần đây ngày nào tôi cũng đi đánh trận. Hơn nữa còn đắc tội với những ông chủ bán đá thô kia nữa, cuộc sống thật là không dễ dàng mà. Còn nữa, trang bị mà bên Tuyết Quốc gửi đến đã ngày càng ít đi, hiệu suất cũng chậm lại, giá cả cũng lại tăng lên rồi. Đồ Phu thao thao bất tuyệt với Tề Đẳng Nhàn về những khó khăn của mình. Trang bị phía bên Tuyết Quốc xảy ra vấn đề là do Tề Đẳng Nhàn đã đắc tội với tên đầu sỏ Tokarevsky đó, anh ta chính là người nắm giữ nhiều tài nguyên nhất. Tuy nhiên, anh ta cũng không dám để mọi thứ đi quá xa, dù sao thì trụ sở chính của tập đoàn Vạn Thịnh đang ở Quảng Dương, nếu như trở mặt với Đồ Phu thì tập đoàn này sẽ phá sản chỉ trong vài phút. Tập đoàn Vạn Thịnh được gây dựng nên bởi sự đầu tư chung của rất nhiều ông trùm, mọi người đều có cổ phần trong đó, cho dù Tokarevsky có mạnh hơn nữa thì cũng không thể một mình chống lại những ông trùm này. Càng huống hồ, Vinogradov chính là một tên hồ ly, anh ta có rất nhiều ý tưởng quái đản. Kuczynski còn đang nắm giữ tiếng nói của truyền thông Tuyết Quốc, nếu như hai người họ bắt tay với nhau thì anh ta cũng sẽ phải gặp khó. Vậy thì cậu hãy giảm tốc độ mở rộng lại đi, đừng có quá chú ý đến những chi tiết này làm gì. Tề Đẳng Nhàn nói. Trong lòng Đồ Phu vô cùng khinh bỉ, bây giờ anh ta kiếm được ít tiền chẳng phải là do Tề Đẳng Nhàn đã cố tình ép giá đá thô hay sao? Nếu không thì chỉ riêng tiền bảo kê thôi đã nhận đến mỏi cả tay rồi. Bây giờ. Số lượng đá thô có thể tuồn ra khỏi Myanmar hàng tháng vô cùng hạn chế, hơn nữa giá cả còn bị đẩy lên rất cao. Tập đoàn Hà Thị bên kia vì muốn có được miếng bánh mà tập đoàn tài chính Boston vẽ ra cho bọn họ mà đã đập không biết bao nhiêu tiền vào đó và chờ đến ngày phát tài ở Mỹ. Tề Đẳng Nhàn vì để lừa gạt bọn họ mà đã bảo Lý Vân Uyển ở bên Mỹ ném vào đó khoảng 200-300 triệu đô la Mỹ. Lục Linh Linh đâu, bây giờ cô nhóc đó đang làm gì thế? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Đang giúp tôi quản lý một vài sản nghiệp và làm ăn một cách chân chính, nhị đương gia ngài cứ việc yên tâm. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, Lục Linh Linh cũng không muốn về nước, nếu như cô ta đã muốn ở lại Quang Dương để phát triển thì cứ để cô ta làm theo ý mình là được rồi, chỉ cần có Đồ Phu trông coi thì sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Lúc này, mấy chiếc xe tải chạy qua cửa và đi về phía bến cảng. Đồ Phu nói, đó là đội xe của tập đoàn Hà Thị, bọn họ không tiếc phung tiền, cả ngày tìm mọi cách để lấy được đá thô. Tề Đẳng Nhàn cười tâu toét và nói, chịu chi tiền là được rồi. Đồ Phu hỏi, lần này nhị đương gia đến đây là chuẩn bị làm gì thế? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi muốn đến đồi ngư để tìm một người tên là Tiêu Tinh và lấy một quyển sổ kế toán từ trong tay ông ta. Đồ Phu nói, đồi ngư. Lính của tôi vừa hay cũng đang định đánh về phía đó, tôi muốn kiểm soát toàn bộ Tam Giác Độc sau đó từ từ chơi đùa với đám quân chính phủ đó. Sau khi ăn cơm xong, Tề Đẳng Nhàn bảo Đồ Phu đưa hắn đi thăm Tạ Thiên Tiều.
Không bao lâu sau, hai người đến được một bệnh viện nho nhỏ, trong ngoài bệnh viện được sắp xếp rất nhiều trạm gác. Bây giờ Tạ Thiên Tiểu chính là một con cừu béo to lớn, nắm được hắn ta trong tay thì sẽ thường xuyên có thể đòi được một mớ tiền lớn từ trong tay của Tạ gia, đương nhiên đồ phu cũng phải đối đãi thận trọng. Bỏ tao ra, cái đám khốn nạn chúng mày. Chúng mày dám đối xử với tao như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày tao sẽ giết chết cả nhà chúng mày. Tạ Thiên Tiểu bị trói ở trên giường bệnh và đang liên cuồng la hét, một bên khuỷu tay của hắn ta đã bị chặt đứt và vẫn còn đang được quấn một lớp băng gạc mỏng manh. Đồ phu nói, thỉnh thoảng cái tên này sẽ lại gào lên vài câu, không cần để ý đâu. Tề Đẳng Nhàn cười cười, người của Tạ gia thực sự quá liều lĩnh, Triệu Minh Luật nhanh trí hơn bọn họ nhiều, mặc dù biết Hương Sơn có rất nhiều lợi ích có thể vơ vét nhưng vẫn không chịu đến đó mà chỉ phái một người hầu đến để làm người phát ngôn mà thôi. Người nhà Tạ gia thì lại chẳng được thông minh như thế, đang yên đang lành mà lại cứ phải chạy đến cái nơi thị phi như Quang Dương để làm mầu cơ. Lúc trước Tạ Thiên Tiểu cảm thấy tập đoàn N đặc ở Quang Dương quá là trâu bò nên không ai có thể động đến mình được, kết quả là bây giờ lại rơi vào trong tay của đồ phu. Bây giờ tốc độ chuyển tiền của Tạ gia càng ngày càng chậm lại rồi, chắc là cũng muốn từ bỏ hắn ta rồi. Đồ phu nói, hắn ta là thiếu gia chi trưởng của Tạ gia sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn ta như thế đâu. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng hời hợt. Hắn không hề thương xót cho Tạ Thiên Tiểu một chút nào, dù sao thì lúc trước cái tên này cũng đã từng muốn lấy mạng của hắn, bây giờ để cho cái tên này được sống đã được coi như là nhân từ lắm rồi. Tạ Thiên Tiểu nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang đứng ở ngoài cửa thông qua tấm kính thủy tinh thì tức đến mức hai mắt suýt chút nữa đã nổ tung, hắn ta cắn răng nói, tên cặn bã họ Tề kia, đợi đến khi tao ra khỏi đây rồi, tao nhất định sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười khinh bỉ. Cũng chỉ có kẻ yếu mới cuồng loạn đến mức như vậy mà thôi. Nếu như tốc độ chuyển tiền của Tạ gia bị chậm thì cậu cứ chặt đứt ngón tay của hắn ta đi. Chặt từng đốt một ấy. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói với đồ phu. Hợp lý, đồ phu gật gật đầu. Bùm. Chính vào lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng chốc truyền đến. Đồ phu bèn giải thích, không cần để ý làm gì. Dạo gần đây ngày nào cũng đi đánh trận nên đã đắc tội với rất nhiều người, cứ thỉnh thoảng lại có người chạy vào Quang Dương để gây ra một vài vụ phá hoại nho nhỏ ấy mà. Tề Đẳng Nhàn trợn mắt lên một cái, con mẹ nó đây mà gọi là vụ phá hoại nho nhỏ à? Hắn lắc lắc đầu và nói, cậu vẫn nên nhanh chóng hoàn thành việc triển khai của mình rồi chỉnh đốn lại những địa bàn mà mình đã đánh chiếm được rồi đi. Tôi hiểu rồi, đồ phu đáp lại. Tạ Thiên Tiểu liên tục giãy giụa nhưng đều chẳng ăn thua gì cả nên chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, không cần nhìn tao làm gì, cả đời này mày cũng không rời khỏi Quang Dương được đâu. Lúc trước Tạ gia chúng mày đã đối xử với tao và bố tao như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ cả. Tạ Thiên Tiểu cười gằn lên và nói, chỉ tiếc rằng những tên bắt cóc lúc trước đã quá ngu xuẩn mà không giết chết mày. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười khinh bỉ. Đồ phu nói với thuộc hạ, hôm nay cái tên này tỉnh táo như vậy, chắc là dinh dưỡng trong hai ngày nay đã theo kịp rồi, đi lấy túi máu và ống tiêm đến đây rồi tiêm vào cho hắn ta một chút đi. Đối với một người đã từng tàn sát đến hơn một vạn quân chính phủ như đồ phu thì làm ra loại chuyện điên rồ này cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn ngồi lên một chiếc xe địa hình để rời khỏi Quang Dương và đi đến đồi ngư ở sâu trong Tam Giác Độc. Phía bên đồi ngư đang bị một tên quan chức quân sư tên là Mạo Khôn kiểm soát, dưới trướng ông ta có đến hàng vạn tên lính, thế lực không hề nhỏ. Mà lính của đồ phu thì đã đánh đến gần đồi ngư rồi, nơi tiếp theo mà bọn họ sẽ tiến đánh chính là đồi ngư. Tôi là người đến từ Hương Sơn, tôi muốn tìm ông Tiêu của các người. Tề Đẳng Nhàn đến được bên ngoài trạm khác thì lại bị người chặn lại, hắn dứt khoát nói rõ mục đích chuyến đi lần này của mình. Lính gác chỉ lạnh lùng bảo hắn chờ ở đó đi rồi quay vào bên trong để thông báo lên trên. Không bao lâu sau, Tề Đẳng Nhàn được cho phép đi vào, trước khi đi vào bên trong thành trại, hắn bị người khác soát người như một lẽ đương nhiên. Sau khi đi theo mấy tên lính vũ trang được một đoạn, Tề Đẳng Nhàn đến được phía trước một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ.
ở trong ngôi nhà bằng gỗ có một người đàn ông trung niên có hơi mập mạp đang ngồi đó và nhàn nhã uống trà, trước mặt ông ta bày lổm chổm những gói hàng cấm màu trắng. Cậu đây là ai thế? Hình như tôi chưa từng gặp qua cậu mà. Ông trùm buôn lậu một thời là Tiêu Tinh quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn đi thẳng lên trên theo cái thang gỗ, ngồi xuống vị trí đối diện với Tiêu Tinh và cười nói, lúc ông Tiêu đây nổi tiếng thì tôi còn chưa được sinh ra nữa, đương nhiên là ông không biết tôi rồi. Tiêu Tinh ngẩn người một lúc rồi mới lạnh lùng nói, ồ, thế thì hôm nay cậu đến tìm tôi là vì muốn bàn chuyện làm ăn à? Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu và nói, tôi đến đây không phải là để bàn chuyện làm ăn với ông, tôi đến là để đòi một món đồ. Cậu muốn đòi thứ gì? Tiêu Tinh hỏi, ông ta dựa vào trên ghế, bộ dạng vô cùng hài lòng. Cuộc sống của ông ta ở khu vực Tam Giác Độc trong những năm gần đây vô cùng thoải mái, mỗi năm đều có thể kiếm được về rất nhiều tiền, trong một năm sẽ có khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng là ông ta sẽ đến Canada hoặc châu Âu để nghỉ dưỡng. Sau khi nói xong lời này, Tiêu Tinh cười phá lên và nói, cậu đến tìm tôi để đòi đồ á. Ông ta giơ tay ra gõ lên mặt bàn vài cái rồi hỏi, cậu cho bằng bản thân mình là ai cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn nhìn ông ta với vẻ mặt không chút biểu cảm. Thân là ông trùm buôn lậu của năm đó, Tiêu Tinh vẫn là một người rất có khí chất, ông ta đột nhiên tức giận và đặt ra câu hỏi đó khiến cho người khác có một cảm giác bức bách vô cùng mãnh liệt. Có điều, Tề Đẳng Nhàn lại hoàn toàn chẳng cảm nhận được một chút cảm giác bức bách nào. Ngay ở trước mặt giáo hoàng mà hắn còn dám trêu đùa thì làm gì còn ai có thể áp chế được hắn cơ chứ? Trong lúc Tiêu Tinh nói chuyện, mấy tên lính ở xung quanh căn nhà gỗ đều bỗng chốc bật cười ha ha. Thế này đi, cậu hít hết gói thuốc này để bày tỏ thành ý, tôi sẽ cho cơ hội để nói nốt những lời còn lại. Tiêu Tinh tiện tay cầm lấy một gói hàng nhỏ và ném đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Mặc dù gói hàng này trông thì có vẻ không nhiều nhưng số lượng đó chắc chắn cũng đủ để giết người rồi. Ở vùng Tam Giác Độc này, những người có quyền có thế này hoàn toàn không coi mạng người như mạng người mà đối đãi, quả thực là ngay cả cỏ dại cũng không bằng. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo, hắn cầm gói hàng cấm ở trên bàn lên và thản nhiên nói, nếu như ông nói chuyện đàng hoàng với tôi thì tôi có thể không so đo những chuyện trước đó. Thế nhưng nếu như ông vẫn giữ nguyên cái thái độ đó thì lát nữa tôi sẽ nhét hết tất cả những thứ này vào trong dạ dày của ông đấy. Trong lúc nói ra lời này, hắn ném gói hàng cấm đi, sau đó rút tay lại với thái độ chê bài và mặc kệ nó rơi xuống mặt bàn bụp một tiếng. Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là người có đạo đức và mắc bệnh sạch sẽ nhưng hắn vẫn ghét những người có dính dáng đến những thứ này. Hừ! Ha 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 ha! Tiêu Tinh sững sờ một lúc rồi cười phá lên với vẻ ngông cuồng và liên tục lắc đầu. Những tên lính ở xung quanh cũng đồng loạt cười rộ lên, ai nấy đều nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt mang theo sát khí. Tiêu Tinh là ông chủ lớn của bọn họ, những khoản chi thường ngày của đội lính toàn bộ đều do ông ta lo liệu. Người cuối cùng dám ngông cuồng trước mặt Tiêu Tinh, bây giờ cỏ ở trên mộ. À, làm gì có cỏ trên mộ? Người đó đã bị băm nát thành thức ăn cho chó luôn rồi. Cậu không so đo những chuyện trước đó. Nhóc con! Cậu từ đâu đến thế, tấm chiếu mới đấy à? Cậu chưa từng nghe qua hay là hoàn toàn không biết về danh hiệu của Tiêu Tinh tôi thế? Tiêu Tinh vắt chân lên, lấy ra một điếu xì gà và kẹp ở trên tay. Ngay lập tức có một tên lính chạy đến, lấy ra bật lửa và châm điếu xì gà ở trên tay cho ông ta. Sau khi châm thuốc xong, cậu ta lại lui xuống một cách kính cẩn. Tiêu Tinh ngậm điếu thuốc vào trong miệng, chậm chậm hít vào một hơi và nói, tôi đã từng gặp được không ít những kẻ muốn đến tìm chết, thế nhưng kiểu người đơn thương độc mã đến nộp mạng như cậu thì thực sự là chưa từng thấy qua bao giờ. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đưa đồ mà tôi muốn lấy cho tôi, sau đó ông sẽ có thể tiếp tục ở trong Tam Giác Độc làm một kẻ giàu có, tôi sẽ không gây trở ngại gì cho ông. Nhưng nếu như ông từ chối tôi thì thật ngại quá, tôi chỉ có thể tiễn ông đi gặp thánh chủ mà thôi. Tiêu Tinh nở nụ cười độc ác và nói, thần hay quỷ thì cũng phải sợ kẻ ác mà thôi. Kiểu người như tôi ấy mà, sức sống quá mạnh mẽ, e rằng thánh chủ cũng không dám thu nhận tôi đâu. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, nếu như cậu hít hết gói hàng này ở ngay trước mặt tôi thì tôi sẽ cho cậu thời gian để nói lời trăng trối.
nếu không thì chỉ ngay một giây sau, tôi sẽ khiến cho cái đầu của cậu phải nổ tung. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc lạnh đi, hắn không thèm để ý đến Tiêu Tinh mà nói tiếp, tôi muốn ông giao ra quyển sổ kế toán khi ông vẫn còn buôn lậu ở Hương Sơn lúc trước, ông lấy nó ra đây đi rồi mọi người đều sẽ bình an vô sự. Tiêu Tinh thấy hắn hoàn toàn không nghe lọt tai lời mà mình nói thì vẻ mặt bỗng chốc trở nên cứng đờ, sau đó ông ta lạnh lùng lấy điếu xì gà ở trên miệng xuống. Chính vào lúc ông ta bỏ điếu xì gà xuống, Tề Đẳng Nhàn bỗng nghiêng đầu một cái. Bằng. Ngay sau đó, tiếng súng phát ra từ chỗ tòa tháp gỗ cao nhất ở phía ngoài cổng thành trại. Viên đạn bắn tỉa bay sượt qua đầu Tề Đẳng Nhàn, bụp một tiếng bắn vào bức tường gỗ phía sau, trực tiếp tạo ra một lỗ hổng lớn ở trên bức tường. Tiêu Tinh nhìn thấy cái đầu của Tề Đẳng Nhàn không bị bắn nổ ngay lập tức thì bỗng chốc sững sờ. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy bàn tay to lớn của Tề Đẳng Nhàn đã vồ đến và bụp một cái túm lấy cái cổ của ông ta. Những tên lính ở bên dưới căn nhà gỗ đồng loạt giơ khẩu súng AK ở trong tay lên, đang chuẩn bị nổ súng thì Tề Đẳng Nhàn đã siết cổ Tiêu Tinh và kéo ông ta ra trước mặt mình, tất cả những đường súng đều đã bị che khuất. Tề Đẳng Nhàn kéo cơ thể của Tiêu Tinh và đứng vào bên trong góc, cả người co lại ở phía sau ông ta, ngón tay siết chặt quanh cổ ông ta. Cậu nhóc, tôi đã từng gặp phải rất nhiều sóng to gió lớn rồi, chút mánh khóe này của cậu không thể dọa được tôi đâu. Tôi có thể nhìn ra được cậu là một người có võ công không tồi. Trong tay Tiêu Tinh vẫn còn đang kẹp điếu xì gà, ông ta bị Tề Đẳng Nhàn bắt được nhưng cũng không hề hoảng loạn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất vui, cái tên này đúng thật là giỏi giả vờ mà. Bỏ ông Tiêu ra. Những tên lính tức giận quát lên, cầm AK trong tay và bao vây lấy hắn. Mau đi thông báo cho Mạo Khôn tướng quân, có một tên lính lớn tiếng quát lên. Ngay lập tức, có một tên lính đã phản ứng lại được và vội vàng chạy về phía đầu bên kia của thành trại để thông báo cho tên quan chức quân sư Mạo Khôn đang nghỉ ngơi ở bên trong. Tiêu Tinh rũ bỏ tàn thuốc trên điếu xì gà, để mặc cho Tề Đẳng Nhàn bóp cổ ông ta và thản nhiên nói, cậu nhóc, thân thủ của cậu khá ghê đấy nhỉ. Cậu thả tôi ra đi, tôi sẽ cho cậu cơ hội để làm việc cho tôi, đi theo tôi rồi. Cậu sẽ có được lượng của cải vô tận và một người phụ nữ chơi hoài không chán. Sao nào? Tề Đẳng Nhàn cười nói nhảm nhiều như thế làm gì? Xem ra ông không biết tôi là ai nhỉ? Tiêu Tinh mỉm cười và nói, cậu là ai có quan trọng không? Khi đến Tam Giác Độc, khi đến Đồi Ngư, cho dù cậu có là Tổng thống của nước Mỹ thì cũng không có tác dụng gì đâu. Nếu như hôm nay tôi không gật đầu, vậy cho dù cậu có bắt tôi làm con tin như thế này thì cậu cũng không đi ra khỏi Tam Giác Độc được đâu, cậu phải biết rằng con người sẽ luôn có những lúc buông lỏng. Quyền sổ kế toán ở đâu? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Ha ha, cậu nhóc, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, cậu phải biết trân trọng nó chứ. Tiêu Tinh nhấc điếu xì gà lên và chậm rãi rít một hơi. Tề Đẳng Nhàn mất kiên nhẫn. Hắn buông cổ ông ta ra sau đó giơ tay lên và giáng cho ông ta một cái bạt tai. Một tiếng bốp trong trẻo vang lên, điếu xì gà ở trong miệng Tiêu Tinh bị đánh bay ra ngoài, cái mặt béo mẫm của ông ta run rẩy, khóe miệng nhếch lên, hai cái răng hàm trộn lẫn với máu tươi bay thẳng ra ngoài. Những tên lính ở xung quanh đều giơ khẩu AK trong tay lên với vẻ vô cùng căng thẳng, ai nấy đều lớn tiếng quát lên và bảo Tề Đẳng Nhàn thả người ra. Tiêu Tinh bị một cái bạt tai của Tề Đẳng Nhàn đánh cho nổi trận lôi đình, ông ta không thể giả vờ được nữa và cũng khó có thể duy trì được phong độ của ban nãy nữa. Thằng oát con, thế mà mày lại dám ra tay đánh tao à? Hôm nay cho dù Chúa Giê-xu có đến đây thì cũng không cứu được mày đâu. Tiêu Tinh giống lên. Tiêu Tinh đang thốt ra những lời cay nghiệt, Tề Đẳng Nhàn nhấc chân lên một cái, đầu gối gập vào xương cụt của ông ta. Một đòn này suýt chút nữa đã khiến cho Tiêu Tinh đau đến ngất đi, ông ta cảm thấy toàn thân mình tê dại. Những tên lính ở xung quanh đều vô cùng căng thẳng, ai nấy đều giương miệng súng lên phía trước và mong rằng sẽ có thể tìm được một góc để ngắm bắn. Nhưng loại người âm hiểm như Tề Đẳng Nhàn sao có thể để lộ ra vị trí của mình cơ chứ? Cơ thể của Tiêu Tinh đã che kín mít người hắn rồi. Các người lùi về sau một chút đi, con người của tôi khá là sợ súng. Nhớ đâu tôi bị kích động rồi không cẩn thận giết chết ông Tiêu của các người thì phải làm sao đây? Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa hỏi. Những tên lính cắn răng thật chặt, một tên quan lớn phất tay một cái,
bọn họ chỉ có thể lùi về sau vài bước. Tiêu Tinh tức giận nói, nhóc con, ở Tam Giác Độc mà còn dám điên cuồng như thế, tao thừa nhận mày chính là kẻ đầu tiên đấy. Mày muốn quyển sổ kế toán, tao có thể giao nó cho mày, nhưng mày phải nghĩ xem bản thân mình phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, tôi có ra ngoài được hay không cũng không cần ông quan tâm. Ông cứ ngoan ngoãn đưa quyển sổ kế toán đó cho tôi chẳng phải là được rồi hay sao? Hà cớ gì phải cứng ngắc như vậy chứ? Dù sao Tiêu Tinh cũng đã từng là ông trùm buôn lậu, hơn nữa còn là loại tội phạm thuộc cấp bậc có thể kinh động đến những ông trùm ở Bắc Kinh, đã từng gặp qua vô số những cơn sóng to gió lớn, bây giờ bị Tề Đẳng Nhàn tóm được nhưng cũng chẳng hề sợ hãi. Ông ta hít sâu vào một hơi và nói, tôi để quyển sổ đó ở trong phòng rồi, nếu như cậu muốn lấy nó thì chúng ta đi vào trong lấy. Chính vào lúc này, Mạo Khôn đã chạy đến rồi. Đây là một người đàn ông có mái tóc hoa râm, nước da ngăm đen, trông giống hệt như người châu Phi. Có lẽ nếu như thuyền trưởng nhìn thấy ông ta thì sẽ ngay lập tức tóm lấy ông ta để đánh cho một trận. Trên người của tên quan chức quân sư này mang theo một luồng sát khí rất nặng nề. Vừa nhìn đã biết đó chính là kẻ ác đã từng giết chết rất nhiều người. Ông ta trầm mặt đi đến phía trước những tên lính và lạnh lùng nói, cậu là kẻ nào mà lại dám chạy đến địa bàn của tôi để uy hiếp ông Tiêu? Tề Đẳng Nhàn khẽ buông Tiêu Tinh ra và thản nhiên nói, tôi đến tìm ông ta để đòi một thứ đồ, ông ta cứ không chịu đưa, vậy nên đã thành như thế này rồi đây. Ông là Mạo Khôn, quan chức quân sư của đồi ngư có đúng không? Mạo Khôn nói, tôi chính là Mạo Khôn, cậu thả ông Tiêu ra, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc. Tề Đẳng Nhàn dứt khoát đá vào mông Tiêu Tinh một cái, khiến cho Tiêu Tinh ngã lăn ra đất. Thằng nhóc khốn nạn, Tiêu Tinh bị Tề Đẳng Nhàn xử lý ở ngay trước mặt rất nhiều người như vậy thì tất nhiên là có chút mất mặt, ông ta tức giận quát lên. Tề Đẳng Nhàn nói, ông là người giả vờ trước mà, chuyện này đâu thể nào trách tôi được. Sau khi nói xong lời này, hắn nói với Tiêu Tinh, ông đi lấy quyển sổ kế toán ra đây rồi ngoan ngoãn đưa nó cho tôi, nếu không thì hôm nay, tất cả những người đang có mặt ở đây đều không ai có thể sống sót. Mạo Khôn nghe thấy những lời ngạo mạn này của hắn thì cười phá lên rồi nhếch mép nói, ông đây tung hoành Tam Giác Độc mấy chục năm nay rồi nhưng đây thực sự là lần đầu tiên gặp phải người nào phách lối như thế đấy. Dưới trướng ông đây có đến hàng vạn tên lính, cậu có tư cách gì để nói ra những lời như thế chứ? Cậu vẫn nên suy nghĩ thật kỹ xem phải làm thế nào để bảo vệ cho cái mạng của mình đi mới phải. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chúng ta vốn dĩ không thù không oán, tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận làm gì. Bây giờ ông bảo thuộc hạ của ông bỏ súng xuống, bảo cái tên Tiêu Tinh này ngoan ngoãn phối hợp với tôi có thể tha cho các người. Những tên lính đều cười phá lên, ai nấy đều xì xào bàn tán với nhau, cho rằng cái tên ở trước mắt này đúng thật là một tên ngốc. Tôi đã cho cơ hội rồi đấy, nếu như các người không trân trọng, lát nữa đổ phu đánh vào đây rồi, các người đừng ai nghĩ đến việc sống sót. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tham vọng của đổ phu chính là mở rộng địa bàn, sau đó mới từ từ chơi đùa với quân chính phủ để nhằm đạt được mục đích cuối cùng là lật đổ một chính quyền nào đó. Anh ta đã nhắm vào khu vực đồi ngư từ lâu rồi và vẫn luôn chuẩn bị để sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Quan chức quân sự ở Tam Giác Độc nói nghe thì ghê gớm nhưng trên thực tế thì ai nấy đều chỉ là dế nhũi mà thôi, bọn chúng dựa vào việc buôn bán hàng cấm để kiếm được về không ít tiền, thế nhưng trình độ vũ trang thì thật sự rất rác rưởi. Sở dĩ đồ phu có thể nhanh chóng vùng lên sau khi trở về tiếp nhận quân đội và đánh đây đánh kia chính là bởi vì có Tề Đẳng Nhàn ủng hộ anh ta và mua cho anh ta những trang bị tiên tiến của Tuyết Quốc từ chỗ những ông trùm của Tuyết Quốc. Những tên quan chức quân sư dế nhũi này có được vài cái máy bay trực thăng bình thường đã là ghê gớm lắm rồi, thế nhưng máy bay trực thăng vũ trang ở dưới trướng đồ phu thì lại có những hơn 50 chiếc, số lượng xe bọc thép thì lại càng khủng khiếp hơn nữa. Tuyết Quốc là một quốc gia quân sự lớn, hơn nữa công nghiệp nặng còn đang dư thừa công suất, những thứ đồ mà những ông trùm đó lấy ra từ kho vũ khí của mình về cơ bản đều là những thứ có hỏa lực kinh người. Đồ phu, cậu đang nói về Sần có đúng không? Hừ, cả đời này Mạo Khôn tôi bao giờ thấy sợ cậu ta. Nếu như cậu ta muốn tiến đánh đồi ngư thì tôi sẽ đánh gãy hết răng trong miệng của cậu ta. Huống chi, cậu cảm thấy bản thân mình là cái thá gì mà có thể xúi dục Sần đến đây để đánh Mạo Khôn tôi.
một kẻ hung bạo như cậu ta mà lại nghe theo những lời nhảm nhí của một tên vớ vẩn đến từ Hoa Quốc như cậu sao? Ha 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 ha, thật là buồn cười mà. Sau khi nghe thấy tên của Đồ Phu, Mạo Khôn sững sờ một lúc rồi điên cuồng cười phá lên và hoàn toàn không tin vào lời nói của Tề Đẳng Nhàn. Dù sao thì Đồ Phu cũng là người được ví như một lãnh chúa địa phương, Tề Đẳng Nhàn chỉ đơn giản là một người Hoa mà thôi, sao có thể bắt Đồ Phu tấn công bất cứ ai mà hắn muốn được cơ chứ? Tiêu Tinh cũng cất giọng chế giễu, cái tên Đồ Phu đó là một kẻ ngang ngược với dã tâm vô cùng lớn. Chỉ dựa vào một thằng nhóc miệng hôi sữa mẹ như cậu mà cũng muốn xúi dục Đồ Phu tiến đánh đổi ngư sao? Có phải cậu đã xem trọng bản thân mình quá rồi không? Mạo Khôn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Tề Đẳng Nhàn và nói, thả ông Tiêu ra, sau đó quỳ gối ôm đầu và khoanh tay chịu trói. Nếu như vậy thì tôi có thể nhẹ tay với cậu, chí ít thì tôi sẽ tha mạng cho cậu và để cậu cút về Hoa Quốc. Có điều. Cậu phách lối như thế. Chân tay của cậu có lẽ sẽ không giữ được nữa rồi. Khi nói ra những lời này, giọng điệu của Mạo Khôn vô cùng kiêu ngạo, giống như thể ông ta đã bố thí cho Tề Đẳng Nhàn sự thương hại lớn nhất rồi vậy. Hình như ở trong toàn bộ tam giác độc hầu như chưa từng xảy ra chuyện có ai đó đơn thương độc mã xông vào nơi đóng quân của một tên quan chức quân sư như Tề Đẳng Nhàn. Cho dù có thì có lẽ cỏ trên mộ người đó cũng có thể cắt về nhà để trải ra đất rồi. Nếu như đã nói đến nước này rồi thì tôi cũng không cần phải che giấu với ông làm gì nữa. Trong tay Tề Đẳng Nhàn xuất hiện một bộ đàm rất nhỏ, ra tay đi. Đám đông đang có mặt ở đó đều không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn truyền đến từ phòng tuyến bên ngoài thành trại, đó là một quả tên lửa đạn đạo. Một tiếng nổ lớn qua đi, ngay sau đó là mấy tiếng piu 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 xé trời vang lên, hàng loạt tên lửa đạn đạo không biết từ đâu bay tới. Oanh tạc phòng tuyến bên ngoài thành trại như thể che trời dập đất. Những tên lính của Mạo Khôn bị bất ngờ và không kịp trở tay nên đã ngay lập tức bị tên lửa bắn cho người ngã ngựa đổ và chết thảm tại chỗ. Có địch. Có ai đó lớn tiếng gào thét lên, một đám binh lính vội vàng trốn vào phía sau bong ke. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, trang bị dưới trướng Mạo Khôn còn không đủ cho Đồ Phu nhét kẽ răng nữa. Cả đời này của Sần tôi chưa bao giờ được đánh một trận nào sung túc như vậy đấy. Lúc này Đồ Phu đang ngồi trong một chiếc xe bọc thép và nhe răng cười tâu toét. Một vòng oanh tạc qua đi, xe bọc thép bắt đầu tạo thành đội ngũ và quét về phía thành trại bên này, phía sau mỗi chiếc xe bọc thép, đều có mười mấy tên lính vũ trang đi theo. Đây là chiến thuật phối hợp bộ binh, xe tăng rất kinh điển. Chiến thuật này thực ra đã lỗi thời từ lâu rồi nhưng khi ở nơi có tài nguyên quân sự khan hiếm như tam giác độc thì lại vô cùng tiện dụng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.